chương 361, hắn không thể vì một cái học lớp, chủ yếu là để khoe khoang này nọ mà mất công đi một chuyến, do đó việc này chỉ còn phụ thuộc vào thời gian sắp tới, nếu trùng hợp thì đi còn không thì thôi, vậy thì thật là đáng tiếc, đến lúc đó nếu có thể đến được thì nhất định phải đến đấy nhé, nghe cổ dục nói có thể không đến được, Đinh Thịnh ở bên cạnh cũng cười nói một câu, sau đó, hai người trên cơ bản là cùng với nhau chém gió một chút, ha ha. Xem thời gian cũng không còn sớm nữa, Lúc này Cổ Dục cũng lái xe trở về nhà. Ở bên kia, Đinh Thịnh nhìn xe Cổ Dục đi xa, thở dài một hơi rồi mới bước lên xe. Nhưng vừa mới ngồi xuống, người phụ nữ phía sau đã đá vào ghế của hắn ta. "Này, cái gã này có đáng để em chém gió với hắn lâu như vậy không?" Ừm. "Đáng chứ, cái tên này đã nhiều năm mới gặp lại, thế nhưng không ngờ vậy mà hắn lại phát tài đó, thật đúng là chuyện đời khó lường mà." Nghe bạn gái mình hỏi, Đinh Thịnh cười nhẹ rồi trả lời, "Phát tài ở nông thôn làm sao phát tài em còn tưởng rằng xe của hắn lớn lắm nhưng hiện tại xem ra xe hắn cùng xe của anh cũng ngang nhau nghe đinh thịnh nói bạn gái hắn ta khẽ nhếch miệng tuy vừa rồi cô ta không có xuống xe nhưng mà hai người cổ dục và đinh thịnh trò chuyện với nhau cô ta đều nghe rõ ràng hơn nữa đối với cổ dục cô ta vẫn còn tức giận cho nên nói chuyện rất khó nghe em thì biết cái gì em đừng có nâng anh lên Số lẻ của cái xe của người ta đều có thể mua được hai chiếc xe này đó, anh biết là em không biết các nhãn hiệu xe, nhưng không nghĩ rằng cái này em cũng không biết. Cái xe của hắn là Cullinan đó biết không? À, Rolls-Royce đó, biết chưa? Nhìn bạn gái đang ngồi phía sau với vẻ bối rối khi nghe nói đến Cullinan, Đinh Thịnh xoa xoa thái dương sau đó nói ra cái tên Rolls-Royce. À. Đó chính là Rolls-Royce sao? Anh không đùa em đấy chứ. Rolls-Royce cũng sản xuất xe Jeep à? nhìn cũng không đẹp cho lắm, không bằng BMW đúc X7 gì cả, cái khác thì cô không biết, nhưng rôn roi thì cô ta từng nghe qua. Nhưng lại chưa bao giờ thấy một chiếc rôn roi SUV, ở trước mặt hắn X7 chỉ là cái rắm, X7 tốt nhất cũng không thể mua được một phần tư cái xe của hắn, giá của cái xe này là hơn 6 triệu đó, hơn nửa xe này còn chưa phải là xe tốt nhất của hắn đâu. Hắn có một chiếc xe bán tại cỡ lớn của Mercedes-Benz hơn 10 triệu tệ nữa. Nghe bạn gái nói khiến đầu đau như búa bổ, Đinh Thịnh đành thở dài nói, đúng vậy, lý do khiến Đinh Thịnh nhận ra cổ dục không phải là trí nhớ của hắn ta thực sự tốt, mà là bởi vì mấy ngày trước hắn ta nhìn thấy ảnh chụp mấy chiếc xe trong nhà của cổ dục, cho nên hắn ta mới cố ý nhớ mở avatar của cổ dục ra xem một chút, không ngờ hôm nay lại tình cờ gặp phải, có thể nói là hữu tâm vô ý, nếu không thì hắn ta cũng không nhận ra cổ dục là ai, cái gì? Một chiếc xe bán tải có giá 10 triệu tệ. Cái xe cùi bắp kia mà cũng 6 triệu tệ. Vừa rồi hắn nói là hắn làm cái gì, bằng không anh thử xem, kiếm tiền lời bằng một cái xe là đủ chúng ta kết hôn rồi, nghe Đinh Thịnh nói chiếc xe của cổ dục có giá hơn 6 triệu, chiếc khác cũng có giá 10 triệu, cô gái này hai mắt lập tức như tỏa sáng, tiếp đó mừng rỡ kêu lên, em đang nghĩ về chuyện vớ vẩn gì đó. Người ta có thể kiếm được tiền, chắc chắn là có con đường riêng. Nếu dễ kiếm tiền như vậy thì còn có người đi làm nữa sao? không phải bây giờ chúng ta đều về quê hay sao anh sẽ giữ liên lạc tốt với cậu ta về sau xem có cơ hội hay không vớt chút canh uống cũng đã là không tệ rồi đối với cô bạn gái mình chỉ giỏi nịnh bợ nhưng mà kiến thức hạn hẹp của mình đinh thịnh chỉ đành thở dài nói đùi dê vàng giòn tan sau khi được ngâm trong nước ớt chuông chín tông đã hoàn toàn loại bỏ mùi tanh bên trong đùi dê cùng kết hợp với tại nấu nướng tuyệt vời của cổ dục tối nay nhóm người cổ dục ngồi ở trong đình nghỉ mát ở sân sau để ăn cơm tối trong lúc mọi người chờ đợi thì mùi thơm bay quanh quẩn khắp nơi ở trong sân chúng ta ăn được chưa nhìn đùi dê trước mặt phùng thư nhân nuốt nước bọt một cái có chút hưng phấn nói bắt đầu đi khách sáo làm gì ăn đi nào nhìn hai mắt của cô nhóc sáng rực cổ dục cũng xua tay sau đó cười nói giọng của cổ dục vừa dứt thì mọi người bắt đầu cầm dao lên để cắt cái đùi dê nướng màu nâu vàng vô cùng hấp dẫn ở trước mặt cổ dục làm đùi dê nướng thậm chí không cần thêm nguyên liệu để tăng hương vị thế nhưng cũng khiến món này ăn cực kỳ ngon. Một cái đùi dê nặng hơn 3kg rất nhanh đã bị ăn sạch. Mặc dù nói cái đùi dê này nặng 3kg đã là nhiều, nhưng chủ yếu phần xương đã chiếm mất nửa ký rồi, cho nên phần ăn được chiếm khoảng 2,5kg. Một mình cổ dục có thể ăn hơn nửa ký, phần còn lại chưa tới 2kg. Dĩ nhiên, ba người lớn và hai trẻ em sẽ ăn không đủ, thế nhưng cổ dục đã sớm chuẩn bị, sau khi ném xương dê cho vua núi, tiêu hoàng hậu cùng trưởng công chúa xử lý cổ dục cũng đem lên xiên nướng đã được chuẩn bị sẵn cùng với tôm hùng cháy tỏi còn có một chút rau trộn cùng dưa chuột và tàu hũ tiếp đó mọi người cùng nhau vui vẻ thưởng thức các món ăn trong cái đình nhỏ bữa cơm tối này đương nhiên khiến mọi người đều vô cùng hài lòng sau khi mấy cô gái thu dọn chiến trường rửa bát đĩa và giá nướng xong thì trời cũng đã rất muộn cổ dục đưa mọi người về nhà sau đó hắn cũng trở về phòng vọt vào tắm một cái hắn nằm trên giường chuẩn bị ngủ. Đây là việc hắn làm hàng ngày, tuy sinh hoạt thế này rất nhàn nhã và không có bất kỳ thử thách gì, thế nhưng hắn đã quá quen rồi. Nếu bây giờ lại để cho hắn sinh hoạt trong một thế giới đèn xanh đèn đỏ, uống rượu ca hát, có lẽ hắn sẽ không quen. Một đêm trôi qua không có chuyện gì xảy ra, trong nháy mắt đã tới sáng ngày hôm sau, sáng hôm nay tỉnh lại, mở mắt liếc nhìn điện thoại, hắn không khỏi thở dài một hơi. Hiện tại chỉ mới 4 giờ hơn, Điều này khiến hắn có chút buồn bực, thật ra, Cổ Dục cũng không biết hiện tại tình trạng này của hắn là tốt hay là không tốt, theo lý mà nói, một người trẻ tuổi như hắn, hơn nữa còn không lo chuyện ăn mặc, kiếm tiền. Vậy thì phải ngủ đến sáng hoặc ít nhất cũng là 9 giờ đúng không? Mới 4 hoặc 5 giờ thức dậy. Ai? Nhắc lại chuyện này chỉ có rơi nước mắt, bữa sáng để một lát nói sau, đi câu cá trước vậy, Cổ Dục lắc lắc đầu, từ trên giường lắc lưng ngồi dậy, sau đó đi vào phòng tắm bên cạnh tắm rửa sạch sẽ, tiếp đó thay một cái áo rộng và một chiếc quần cộc, mang theo đồ nghề đi ra chỗ cái giếng ở sân sau. Khi lưỡi câu đầu tiên được thả xuống, ngay từ đầu cổ dục cũng không quá để ý, nhưng ngay sau đó hắn lại trợn to mắt, bởi vì dây câu liên tục chìm xuống, trong nháy mắt đã đến 2,900 mét thì dừng lại, điều này khiến cho cổ dục rất sốc, cái quái gì vậy? Kỹ năng sao, cổ dục thì thào nhìn dây câu vẫn đang chìm xuống. Tuy rằng, Lúc bình thường hắn vẫn có thể câu được kỹ năng, nhưng cơ hội như vậy thật sự rất nhỏ. Hôm nay may mắn của hắn lại tốt đến vậy sao? Mang theo một tia mong đợi, cổ dục nhìn dây câu vẫn đang chìm xuống. Cuối cùng, khi đã hơn 2,980 mét, cổ dục kéo dây câu lại và bắt đầu thu dây. Ngay sau đó, một chiếc trương vàng lọt vào tầm mắt của cổ dục. Khoảnh khắc chiếc trương tiếp xúc với ánh mắt của cổ dục, nó cũng hóa làm một vệt sáng đi vào trong đầu của hắn. Sau khi cổ dục hiểu được trong cái rương này là kỹ năng, hắn không khỏi ngây ngẩn cả người. Bởi vì kỹ năng này, có chút, không giải thích được, bởi vì kỹ năng này được gọi là cải thiện vị giác, không nên hiểu lầm. Nó không phải là để cải thiện vị giác của cổ dục, mà là cải thiện vị giác của những người đã ăn món ăn của cổ dục. Buổi sáng hôm nay hắn ăn khá đơn giản, chỉ là làm một ít bánh kếp trái cây. Bánh kếp trái cây là một món ăn vặt truyền thống, về cơ bản được chia làm hai loại phổ biến nhất chính là bánh được làm từ đậu xanh và ngũ cốc tinh chế, nó có vỏ ngoài mềm, còn một loại khác có vỏ ngoài làm từ bột, ở cấp Nhĩ Tân và Sơn Đông gọi là bánh tráng trái cây. Cụ thể thế nào thì hắn cũng không rõ, nhưng mà hôm nay hắn chuẩn bị làm chính loại bánh làm từ bột này. Đêm qua hắn cũng đã làm xong bột, cho nên hôm nay cổ dục chế biến rất nhanh. Một thì bột ngọt, một ít gia vị, cho vào chảo nấu cho sệt lại làm nước sốt, tiếp đó thêm rau xà lách, rau thơm, bánh tráng. Xúc xích, chuẩn bị mọi thứ xong, hắn bắt đầu cuốn bánh lại, tiếp đó thì thưởng thức, thế nhưng vừa cắn miếng thứ nhất thì cổ dục cảm thấy có gì đó không ổn, bởi vì sau khi hắn nuốt xuống miếng này, ngay lập tức hắn cảm thấy cái bánh tráng trước mặt bắt đầu phát ra ánh sáng màu vàng, tiếp đó cảm giác giòn tan của vỏ ngoài phối hợp với nước sốt bên trong kèm theo nhân bánh như hòa quyện vào nhau, mang lại cảm giác hài hòa ngon lành, khó mà có thể giải thích được. Bây giờ hắn có cảm giác mình đang trải qua cảnh ăn uống trong bộ phim hoạt hình tiểu đầu bếp cung đình, thứ này làm sao có thể ăn ngon được như vậy cơ chứ? Cảm giác này thực sự khiến cho đầu óc của hắn có một chút ngừng hoạt động. Đây coi là, kỹ năng anim sao? Nhìn bánh tráng trong tay, cổ dục một đầu đầy dấu chấm hỏi, kỹ năng này, nói thế nào đây? Mặc dù có chút vô vị, nhưng đúng là thật sự rất tuyệt, nhìn cái dĩa trong tay trống trơn, cổ dục nhỏ giọng thì thao đây đã là cái bánh kết trái cây thứ hai mà hắn đã ăn, ngoài ra hắn còn làm một cái cho vua núi và một cái cho bạo quân. Bốn con thú nhỏ phải ăn thịt tươi, cho nên vô duyên với loại bánh này. Kỹ năng này nếu hỏi nói có lợi ích gì không, thì câu trả lời sẽ là không. Nhưng dù là vậy thì cảm giác tự mình làm đồ ăn ngon hơn một chút, quả thật là một chuyện cũng thật thoải mái. Chú ơi, bọn cháu tới rồi, ngay khi cổ dục vui vẻ ráng xong cái bánh thứ ba, thì lúc này bên ngoài cửa truyền tới âm thanh của cổ tú tú cùng Lưu Phi Phi. Nào, vào đây. Sau khi dùng sẵn lấy cái bánh kếp ra, cổ dục một tay cầm bánh, rồi đi ra cổng lớn để mở cửa ra. Vừa mở cửa, đã thấy ba người lớn cùng hai đứa nhỏ tươi cười đi vào. Khi nhìn thấy cái bánh kếp trong tay cổ dục, mắt các cô lập tức sáng lên. Thật ra, buổi sáng các cô đều ăn sáng rồi mới sang bên đây. Thế nhưng không hiểu vì sao hôm nay lại cảm thấy bánh kếp do cổ dục làm lại đặc biệt thơm như vậy. Mấy người muốn ăn sao? Ha ha, vậy cầm lấy ăn đi nhìn thấy dáng vẻ của bọn họ cổ dục lập tức đưa bánh tới tôi không ăn đâu các cô ăn đi nhìn bánh tráng mà cổ dục đưa tới lầm lôi trước tiên là mỉm cười rồi lắc đầu sau đó lý vân vân ở bên kia cũng nói không ăn các cô ăn cơm rồi hơn nữa dành ăn cùng bọn nhỏ đúng là không được tốt lắm có phải không nhìn thấy hai người lớn đều không ăn bên này phùng thư nhân không khỏi nhếch mép cười sau đó tiếp nhận cái bánh rồi cắn một miếng lớn trước mặt cổ tú tú và lưu phi phi ban đầu cô định trêu chọc cổ tú tú và lưu phi phi thế nhưng khi cô đang vui vẻ nhai bánh đột nhiên não của cô oanh một tiếng rồi trở nên trống rỗng lúc này dường như cô có cảm giác mình đang xuất hiện ở thảo nguyên đầy ắp bánh kết hoa nở bốn phía đều có hình bánh kết ngay cả cỏ cũng là bánh kết mặt trời cũng trở thành cái bánh kết to lớn cảm giác giòn tan đó không ngừng xâm chiếm toàn thân cô trong bóng tối dường như có hai bàn tay to đang không ngừng an ủi từng bộ phận trên cơ thể cô và trong bóng tối Cô dường như cảm giác được chủ nhân của đôi bàn tay to lớn kia đã biến thành dáng vẻ cổ dục. Ớ, ờ, một tiếng kêu khó giải thích được phát ra từ cổ họng của cô, khiến Phùng thư nhân ngay lập tức tỉnh giấc. Nhìn bên cạnh Lâm Lôi và Lý Vân Vân đã rời đi, lúc này chỉ còn có hai đứa nhỏ không ngừng nhảy nhót đòi ăn bánh kết. Gương mặt Phùng thư nhân lập tức đỏ lên, cô đưa hai tay ôm lấy hai má của mình. Không đúng, tại sao mình lại có cảm giác kỳ lạ thế này, cảm nhận được sự khác lạ của cơ thể? phùng thư nhân không khỏi có chút bối rối cô cảm thấy cơ thể của mình bỗng nhiên nóng lên sau đó cô đưa mắt nhìn chiếc bánh kếp trước mặt mà khi cô nhìn thấy nó đột nhiên lại có cảm giác không nhịn được muốn ăn thêm muốn trải nghiệm cảm giác đó một lần nữa thế nhưng cô vẫn cưỡng ép ngăn lại chẳng lẽ trong này có cái gì nhìn cái bánh tráng trong tay phùng thư nhân nhỏ giọng lẩm bẩm sau đó vẻ mặt có hơi thay đổi cô không tin rằng cổ dục sẽ làm như vậy nhưng nếu không phải có thứ gì đó trong cái bánh này tại sao cô lại có cảm giác như vậy trước tiên phải bình tĩnh chúng ta đi nào nhìn hai đứa nhỏ vẫn ồn ào ở bên cạnh phùng thư nhân khẽ hít sâu một hơi nếu như cổ dục thật sự bỏ thứ gì đó vào cô cũng đang suy nghĩ vậy phải đối mặt với cổ dục như thế nào đây là lặng lẽ nói với hắn một chút không nên làm như vậy hay là ẩm ờ cho qua ngày cô căn bản chưa từng nghĩ đến chuyện muốn gây sự chú ơi cháu muốn ăn cái của chú đang ăn chớp mắt phùng thư nhân lớn tiếng kêu lên cháu ăn cái bánh kia là do chú tự tay làm đấy không phải còn chưa ăn xong sao nghe phùng thư nhân nói như vậy cổ dục không khỏi có chút nghi hoặc hỏi không cháu muốn ăn cái bánh này của chú cháu ăn một miếng đi cắn một miếng thôi nhìn cổ dục phùng thư nhân cũng duỗi tay ra vừa cười vừa nói à được rồi nhìn dáng vẻ kỳ quái của cô nhóc cổ dục cũng đưa cái bánh tới khi phùng thư nhân cắn vào chiếc bánh kết cô cảm thấy như mình bước vào một thế giới bí ẩn và huyền bí kia một lần nữa một lúc lâu sau sau khi hoàn hồn gương mặt của cô càng đỏ hơn nhưng đồng thời ánh mắt cũng trở nên khó hiểu hơn cổ dục ăn cái bánh này cô tận mắt nhìn thấy hắn nuốt vào điều đó có nghĩa là nếu cổ dục bỏ thuốc vào thì khi ăn nhất định bản thân hắn cũng bị nhiễm thuốc nhưng tại sao hắn không xuất hiện tình huống giống như mình cháu muốn tự mình làm một cái nhìn thấy dáng vẻ của cổ dục vẫn như cũ phùng thư nhân suy nghĩ một chút rồi nghiêm túc nói với cổ dục cứ tự nhiên nhìn bộ dáng kỳ lạ của cô cổ dục cũng không thèm để ý cô nhóc thích tự làm thì cứ tự làm thôi dù sao nguyên liệu vẫn còn đó sau đó phùng thư nhân tự tay làm một cái trước mặt cổ dục sau khi làm xong thì cắn thử một miếng cô phát hiện bánh mà cô làm quả nhiên cũng không tệ dù sao thì đóng nguyên liệu mà cổ dục làm sẵn ở đây còn có nước sốt đều là do tự tay hắn làm hơn nữa nguyên liệu đều từ trong vườn rau của hắn không ngon mới là lạ. Nếu nói có gì không ổn thì chính là việc cô để lửa hơi lớn, dẫn đến việc bánh hơi đen một tí mà thôi. Không đúng, không đúng, không đúng, chú cho cháu làm lại cái khác nha." Gãi đầu một cái, Phùng Thư Nhân trong đầu đầy dấu chấm hỏi, sau đó nhìn Cổ Dục nhỏ giọng nói, nhìn hai cái bánh rán trong tay Phùng Thư Nhân chỉ mới cắn một miếng, Cổ Dục không khỏi nhướng mày một chút. Mặc dù hắn không thiếu tiền nhưng cũng không thể để lãng phí đồ ăn như vậy, "Để chú làm cho cháu." nhớ là phải ăn hết đấy nhé, nhìn cô, cổ dục lại cầm sẻn lên và bắt đầu làm. Không bao lâu, một cái bánh kết mới đã ra lò. Mà quá trình này Phùng Thư Nhân tự mình nhìn rõ ràng tất cả, cổ dục ngoài cách làm so với cô muốn lưu loát hơn thì không có gì khác biệt, hắn cũng không bỏ bất cứ đồ gì khác lạ vào. Nhưng khi cô cắn một miếng bánh kết, cô lại tiến vào thảo nguyên kia, chẳng lẽ là vì trong lòng mình thích chú ấy, cho nên khi chú ấy làm bữa sáng cho mình thì mình xuất hiện ảo giác hay sao? sau khi ăn mấy miếng bánh trước mặt phùng thư nhân nhỏ giọng lẩm bẩm tiếp đó vì để xác nhận lại một chút cô còn cố ý để cho cổ tú tú và lưu phi phi ăn cái bánh kết ban đầu kia kết quả hai đứa nhóc này chỉ nói là bánh quá ngon cũng không có cái cảm giác gì khác lạ nhìn thấy cảnh này phùng thư nhân trong lòng khẽ trầm xuống trong lòng càng thêm bối rối có chuyện gì mà mất hồn mất vía vậy lâm lôi vỗ một cái trước mặt phùng thư nhân rồi hỏi kể từ sau buổi sáng phùng thư nhân một mực ngồi ở bên ao cá cũng không đi ra ngoài chơi không có không có chuyện gì nhìn ánh mắt lo lắng của lâm lôi phùng thư nhân miễn cưỡng nở nụ cười sau đó nhẹ nhàng vuốt tóc của mình một chút nhưng trong lòng lại càng thêm bối rối sau khi ăn bánh kết của cổ dục vào lúc sáng trái tim của phùng thư nhân có chút hỗn loạn thực ra trong lòng cô đối với cổ dục đã có một chút thay đổi từ rất sớm rồi cô gái nào mà chẳng mộng mơ cơ chứ có một số người cá biệt đầu óc có vấn đề nên thích đàn ông nước ngoài, còn lại đa phần các cô gái chọn chồng đều thống nhất quản điểm và tiêu chuẩn, đó chính là cao ráo, đẹp trai, trẻ tuổi, hài hước, có tiền, vân vân. Cổ dục có thể nói là một người khá phù hợp với những tiêu chuẩn này, thấy vậy lâm lôi nhất thời cũng thả lỏng, rồi thở dài một hơi, thở dài một hơi bởi vì phùng thư nhân cũng đã trưởng thành và đã có người mình thích. Cô cũng thở phào nhẹ nhõm vì chuyện này, dù sao cô cũng rất sợ phùng thư nhân bị lừa. Cho nên lúc này Lâm Lôi trong lòng thật sự cảm thấy có chút lo lắng nho nhỏ, nhưng mà, loại lo lắng này đã sớm bị cô đè xuống. Bây giờ đoán chừng cô cũng không hỏi Phùng thư nhân được cái gì, vẫn là cứ yên lặng mà theo dõi sự việc. Rất nhanh đã đến giữa trưa, để Lý Vân Vân ở coi ao cá, Lâm Lôi đi đến phòng khách tìm Cổ Dục hỏi bữa trưa ăn cái gì. Cổ Dục suy nghĩ một chút, bữa trưa hôm nay hắn muốn ăn một chút bánh gân, vậy thì ăn bánh gân đi. Tất nhiên, quyết định xong ăn cái gì, lâm lôi cũng bắt đầu đi chuẩn bị đồ ăn cổ dục thì bắt đầu nhào bột mì bánh gân cũng còn gọi là bánh xuân cách ăn này cũng tương tự như chả giò miền nam cũng là dùng bánh cuốn rau và thịt điểm khác biệt của bánh gân là vỏ bánh rất mỏng rất mềm và dẻo một miếng bánh tráng gân mỏng được đặt trên tờ báo mà không trở ngại việc đọc thì đó mới là chuẩn nhất cách làm bánh gân rất khó nhưng đối với cổ dục mà nói nó cũng không tính là cái gì lấy ra bột mì có hàm lượng cao cổ dục bắt đầu tay vào công việc sau khi hấp bánh xong cổ dục bắt đầu xào các nguyên liệu để một lát dùng để ăn cùng với bánh bánh gân có thể ăn kèm với nhiều thứ trên cơ bản có thể bao nó lại trong bánh thì thứ gì kẹp cũng được nhưng nếu nói cổ dục thích ăn nhất thì đó chính là ba loại nhân thịt thứ nhất là thịt lợn sốt bắc kinh hai là thịt băm hương cá cuối cùng là thịt sốt cây nếu có mọi người có cơ hội đến cấp nhĩ tân nhất định phải nếm thử bánh gân cùng với ba loại nhân thịt này đương nhiên cũng có thể dùng thịt sông khói để cuốn với bánh, nhưng mà cổ dục không có thịt này trong nhà. Ngoài ba loại nhân thịt này ra, hắn còn làm bò xào cần tây, khoai tây nấu tiêu, còn thêm một dĩa trứng xào nước sốt. Hôm nay, đúng là hiếm thấy khi không có món hải sản nào được làm. Đơn giản chính là vì bánh gân ăn với tôm thì không được ngon cho lắm, ngoài những món rau xào, thì còn có các món ăn kèm như dưa leo bào sợi, hành tây thái sợi, ớt thái sợi, thịt dê thái mỏng còn có tương ngọt. Cổ dục chuẩn bị những thứ này với sự giúp đỡ của lâm lôi, khi làm xong thì cũng đã là giữa trưa. Sau khi cổ dục hô một tiếng, lúc này cả nhà đều vây quanh ở trước bàn ăn, ai nấy đều sáng tay áo chuẩn bị đại chiến. Lúc này, ánh mắt phùng thư nhân nhìn về phía cổ dục luôn có một chút gì đó muốn nói nhưng lại thôi. Được rồi, bắt đầu ăn thôi, tuy nhiên cổ dục ở phương diện này phản ứng chậm không phải ngày một ngày hai ngày, cho nên hắn cũng không để ý chút nào. Nhìn những món ăn bày ra trước mặt cổ dục phất tay ra hiệu mọi người bắt đầu ăn, hắn tự mình cùng một cái bánh rồi cho vào miệng. Khoảnh khắc cái bánh gân được đưa vào miệng, lông mày của cổ dục bỗng nhiên nhướng lên, hương vị tuyệt vời của miếng bánh lan tỏa, tay nghề của hắn kết hợp với vị giác nâng cao quả thực có thể nói là gặp thần giết thần, gặp Phật giết Phật. Nhìn thấy dáng vẻ cổ dục ăn ngon như vậy, cổ tú tú và Lưu Phi Phi ở bên cạnh cũng vội vàng ăn, sau đó không khỏi phấn khích hét lên, đúng là thật sự rất ngon. Nhìn dáng vẻ của hai cô nhóc, ba người lớn ở bên kia cũng thèm nhỏ dãi, đồng thời ba người cũng tự cuốn cho mình một cái bánh gân. Tiếp đó, ba người gần như đồng thời đều cho vào lên miệng cắn một cái. Bánh gân ở trong miệng trong nháy mắt làm cho vị giác của họ bùng nổ, ý thức của các cô lập tức tan biến. Lúc này ba người bọn họ, à, phải tách riêng ba người ra nha. Lúc này các cô cảm giác chính mình đang ở trên một cánh đồng lúa mạch trải dài vô biên vô tận, bốn phía đều là hương thơm của lúa mì. Mà ở dưới chân, các cô đang bước trên cái bánh gân lúc này trên trời các loại nguyên liệu nấu ăn bay lượn cùng với mảnh đất các cô đang đứng bỗng nhiên bị gói lại với nhau thành một cái túi vải sau đó nó bị một đôi bàn tay rộng lớn nhẹ nhàng cuốn lại mà khi các cô quay lại nhìn thì thấy người đang gói các cô lại chính là cổ dục cổ dục cổ dục lúc nhìn thấy khuôn mặt cổ dục trên mặt của ba cô gái đều lộ ra một tia mê say nhưng rất nhanh các cô đã tỉnh lại sau đó cả ba người gương mặt đỏ bừng nhìn về phía cổ dục đang ngồi ở đối diện lúc này cổ dục đang gói một cái bánh gân cho vào miệng nhìn tôi làm gì ăn đi chứ nhìn ánh mắt bọn họ cổ dục vừa nhai vừa gói miếng bánh tiếp theo vẻ mặt không khỏi nghi hoặc hỏi phóc rửa mặt một cái lý vân vân nhìn gương mặt đỏ bừng của mình trong gương trong mắt không khỏi lóe lên một tia khó chịu lý vân vân cô phải biết cô không có một mình cô còn có lưu phi phi cô không thể chỉ nghĩ đến bản thân mình được nhưng mà cổ dục cũng rất thích lưu phi phi nếu cô ở cạnh hắn lưu phi phi nhất định sẽ được chăm sóc tốt hơn ngay khi cô muốn củng cố suy nghĩ trong lòng một giọng nói khác lại cất lên tự mình phủ nhận những gì lý vân vân vừa nghĩ không được tôi không xứng với chú ấy dù sao thì tôi cũng đã kết hôn rồi nhìn thấy phòng tuyến bên trong của mình đang dần sụp đổ lý vân vân lại tự nhủ kết hôn rồi thì làm sao chứ cô lại không có đăng ký kết hôn cũng chưa từng quan hệ vợ chồng nếu cổ dục thực sự quan tâm điều đó cô cũng có thể không cần kết hôn với hắn đã là nữ nhân của hắn còn phải để ý một tờ giấy kia sao nhưng vừa dứt lời một giọng nói khác trong lòng cô lại lên tiếng phản bác không 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 tôi tôi không thể làm điều này tôi tôi muốn từ chức lý vân vân run rẩy nói nhìn phòng tuyến bên trong đang giận tan rã từ chức cô bằng lòng sao nghĩ đến cổ dục một chút cô đi đâu tìm được một người đàn ông tốt như vậy, cô quên rồi ư, ừ, mấy ngày này hắn đi vắng, không phải có người nào đó mất ăn, mất ngủ vì hắn sao, ngậm miệng nghe giọng nói khác trong lòng không ngừng lên tiếng phản bác, Lý Vân Vân có chút choáng váng bởi âm thanh này. Lúc này, cửa phòng vệ sinh cũng bị đẩy ra, sau đó, cổ dục tò mò nhìn vào bên trong, nhìn gương mặt cổ dục phản chiếu qua gương, Lý Vân Vân lập tức quay lại, ạ. À. Cô có sao không, nhìn vẻ mặt của Lý Vân Vân, cổ dục có chút nghi ngờ hỏi bữa cơm này ngon như vậy tại sao mới ăn có một nửa ba cô gái mặt đỏ bừng bỏ chạy như vậy chứ có chuyện gì sao ăn nhầm thứ gì à cổ dục nhìn cổ dục đang đứng ở cửa lo lắng nhìn cô lý vân vân đột nhiên không tự chủ được xoay người đi đến bên cạnh cổ dục sau đó chui vào ngực hắn vòng tay ông ngang hông của cổ dục cảm nhận được động tác của lý vân vân cổ dục sững sờ cái gì vậy trời Hắn thực sự không biết rằng tất cả là do kỹ năng nâng cao vị giác của hắn. Bởi vì kỹ năng không ảnh hưởng nhiều đến hắn, cho nên hắn chỉ cảm thấy ăn ngon mà thôi. Dù sao hắn cũng không có bệnh tâm thần, không thể tự thích chính mình được, do đó hắn không có cảm giác gì khác lạ. Nhưng mà ba cô gái này thì khác, sau khi ăn đồ ăn cổ dục làm, thì vị giác bị ảnh hưởng bởi kỹ năng nâng cao vị giác, cho nên đã không thể khống chế được bản thân. Nếu như lúc này cổ dục là một người có kinh nghiệm Hắn có thể trực tiếp bế Lý Vân Vân trở về phòng, Lý Vân Vân có lẽ sẽ không phản kháng chút nào, hơn nữa có thể còn phối hợp với hắn hết sức, nhưng vấn đề là cổ dục không phải là người như vậy, cho nên hắn mới cảm thấy choáng váng rồi đứng ngay người ở đây. Rõ ràng mấy ngày trước, Lý Vân Vân nói rằng cô không muốn xảy ra chuyện gì, chỉ cho phép mình nhìn lén, tại sao bây giờ cô ấy lại trực tiếp nhào tới? Cái quái gì thế này? Thời gian hắn bối rối dần trôi qua, ước chừng 10 phút sau Lý Vân Vân mới bình tĩnh trở lại không biết là do thời gian hay là do ông cổ dục cuối cùng cô cũng bình tĩnh trở lại sau đó cô ngẩng đầu lên trong mắt tràn đầy u oán bởi vì mặc dù họ không nói lời nào với nhau nhưng cô cảm thấy dường như không thể sống thiếu cổ dục kiếp trước tôi thật sự mắc nợ anh nhìn cổ dục lý vân vân nhỏ giọng nói một câu sau đó nhẹ nhàng đẩy cổ dục ra rồi bước ra khỏi phòng vệ sinh mà nghe câu này cổ dục càng thêm bối rối đã xảy ra chuyện gì mà hắn không biết hay sao mang tâm trạng vô cùng khó hiểu, cổ dục cũng rời khỏi phòng. Nhưng vừa mới bước ra ngoài, ở một góc, hắn đã nhìn thấy lâm lôi đang đứng ở đó, đúng lúc cổ dục định hỏi cô xảy ra chuyện gì, lâm lôi vậy mà cũng kéo cổ dục một phát, trực tiếp chui vào trong ngực của hắn và vòng hai tay ông chặt lấy eo hắn, cảm nhận được động tác của cô, cổ dục lại có chút không biết làm sao, tặc, à, chị, đừng nói chuyện, để tôi ôm một lát, nghe lời lâm lôi nói, cổ dục cũng không biết phải nói gì, nên hắn chỉ có thể đứng tại chỗ chờ lâm lôi hồi phục quả nhiên cô cũng giống lý vân vân hơn mười phút sau lâm lôi hít sâu một hơi cô ấy cũng không nói gì với cổ dục chỉ là nhìn sâu vào mắt hắn tiếp đó trở về bàn ăn bởi vì bọn họ còn chưa ăn cơm trưa xong khi cổ dục quay lại hắn thấy phùng thư nhân cũng đã trở về nhưng rõ ràng cô bé cũng đang nhìn về phía hắn ánh mắt cũng càng không hiểu thấu trên bàn cơm không có thay đổi cũng chỉ có cổ tú tú và lưu phi phi hai cô nhóc nhỏ trong nhà dù sao cảm giác của hai cô nhóc cũng giống như cổ dục chỉ là cảm thấy thức ăn rất ngon mà thôi chúng ta tiếp tục ăn thôi nhìn mấy người dường như đã kìm nén được nội tâm của mình cổ dục cũng cầm đũa lên chuẩn bị ăn tiếp ăn cơm trưa xong ai nên làm cái gì thì đi làm cái đó có thể vì phùng thư nhân hôm nay trong lòng có chút rối loạn cho nên cô bé cũng không chạy loạn khắp nơi mà đi đến bên chỗ ao cá Cổ Tú Tú cùng Lưu Phi Phi thì ở giữa sân chơi cầu trượt với bốn con thú con, hai hổ, hai gấu, trẻ con lúc nào cũng dư thừa tinh lực. Về phần cổ dục, hắn tất nhiên không thể đi cùng cổ Tú Tú và Lưu Phi Phi đi chơi cầu trượt được, cho nên lúc này hắn nằm trên ghế salon xem TV một lúc, hơi có cảm giác buồn ngủ. Con người chính là như vậy, thời tiết mùa xuân và mùa thu dễ làm người ta mệt mỏi và buồn ngủ. Hơn nữa đây còn là Đông Bắc, mùa đông đến là muốn ngủ đông luôn cho nên một năm bốn mùa đều buồn ngủ là rất bình thường, nhất là buổi chiều sau khi ăn cơm trưa. Đương nhiên, nói nhiều như vậy cũng chỉ là lời chém gió. Nguyên nhân chủ yếu là do đồ ăn. Máu trong người đều chạy đến dạ dày hỗ trợ tiêu hóa dẫn đến não bộ và những bộ phận khác bị thiếu máu, cho nên chân tay sẽ như nhũng ra, và não bộ cũng cho ta một cảm giác rất mệt mỏi. Cơ bản thì cảm giác này chỉ kéo dài khoảng 2 tiếng rồi sẽ suy yếu dần, người già và trẻ con có thể thuận tiện ngủ một giấc, người trưởng thành thì không cần có điều cổ dục là ai cơ chứ cuộc sống của hắn bây giờ cũng chỉ theo đuổi một chữ thoải mái cảm thấy buồn ngủ thì hắn đi ngủ thôi tựa vào gối dựa trên sa lông chỉ chốc lát hắn đã ngủ thiếp đi thế nhưng có thể do ngủ trên gối dựa sa lông không được thoải mái cho nên một lúc sau cái gối dựa đã bị hắn vứt xuống đất mà hắn cũng không phát hiện đúng lúc phùng thư nhân cũng từ bên ao cá quay lại cô bé tất nhiên không phải quay về tìm cổ dục mà là về để lấy nước uống khi cô nhìn thấy cổ dục nằm đó, thần xuôi quỷ khiến thế nào không biết, cô đi tới bên người cổ dục. Nhìn gương mặt cổ dục, phùng thư nhân khẽ thở dài một hơi. Ai nha, thật là phiền phức, sao lại vứt gối tựa xuống đất rồi, ngủ không thoải mái sao? Nhìn cổ dục, nửa câu đầu thì nói là phiền phức, nhưng nửa câu sau lại lo lắng cổ của cổ dục khi ngủ sẽ khó chịu. Suy nghĩ một chút, phùng thư nhân chưa đi uống nước vội mà nhẹ nhàng nâng đầu cổ dục lên. Sau đó ngồi xuống ghế sa lông từ từ đem đầu cổ dục đặt lên đùi của mình. Không biết mọi người đã thử qua dạng này chưa, nhưng không thể không nói, hình dạng của đùi quả thật rất thích hợp để gối đầu, cứng mềm vừa vặn, còn rất có giãn, hơn nửa đùi còn có đường cong, vừa vặn đỡ vị trí xương cổ. Hai đùi cùng một chỗ thì có thể cùng lúc nâng đỡ luôn cả cái ót, thật sự là rất thoải mái, vốn là do gối tựa không thoải mái nên lông mày cổ dục khẽ nhíu chặt, sau khi đầu được gối lên đùi của phụng thư nhân thì cũng nhẹ nhàng giãn ra, nhìn dáng vẻ cổ dục, phùng thư nhân khẽ nhếch miệng sau đó khẽ nở nụ cười trước kia cô cũng chỉ là cảm thấy cổ dục rất đẹp trai rất cường tráng cũng rất lợi hại ở trong mắt cô cổ dục giống như một ngọn núi cao vậy đối với cô chỉ cần có cổ dục ở đây thì sẽ chẳng có vấn đề gì xảy ra nhưng bây giờ nhìn dáng vẻ khi ngủ của cổ dục cô không nhịn được nở nụ cười tiếp đó nhẹ nhàng đưa tay ra khẽ vuốt tóc mai của cổ dục nhìn cổ dục lúc này phùng thư nhân không khỏi tưởng tượng ra cảnh hai người bọn họ lúc này không phải là đang ở trong nhà cổ dục mà là ở trên băng ghế dài trong trường học hai người lúc này đang mặc đồng phục cổ dục thì gối lên đùi của cô đang ngủ cảnh tượng như vậy quả thật là đẹp phi nghĩ gì thế chẳng qua nếu thời gian có thể đứng im ngay lúc này thì tốt biết bao nhìn cổ dục đang nằm ngủ mơ màng phùng thư nhân nhỏ giọng lẩm bẩm nhưng lúc này cô cũng không phát hiện ở chỗ ngoặt giữa phòng khách và sân vườn ngay lúc này lâm lôi đã nhìn thấy cảnh này ánh mắt của cô ấy rất phức tạp cũng mang theo vài phần cảm khái, cộng thêm một chút kinh hãi, còn có chút bất đắc dĩ, kèm một chút lo lắng. Nhưng càng nhiều hơn chính là hâm mộ, theo lý mà nói, bây giờ cổ dục đã xác định được, hẳn là cũng đã nghe thấy tiếng còi báo động, báo hiệu xe lửa sắp vào ga rồi, nhưng mà biết được như vậy, cổ dục cũng chỉ đành cười khổ một cái, bởi vì một nguyên nhân quan trọng, đó chính là phùng thư nhân năm nay mới 17 tuổi, vẫn còn chưa trưởng thành đâu. Mặc dù ở nông thôn, đã đến tuổi nói chuyện cưới gả, nhưng Cổ Dục lại không đồng ý với phong tục nơi này. Muốn kết hôn, ít nhất cũng phải trên 18, dù sao quốc gia quy định tuổi kết hôn của nữ tận 20 tuổi cơ mà, vẫn còn 3 năm nữa, như thế này còn quá sớm. Nếu như hôm nay cho Cổ Dục gối đầu là Lý Vân Vân hay Lâm Lôi, Cổ Dục có lẽ đã hạ thủ. Nhưng tiếc đối phương lại là phùng thư nhân, hắn không hạ thủ nổi, ai, còn quá nhỏ, xoa xoa mặt cổ dục lẩm bẩm nói chú ơi cái gì quá nhỏ sau khi cổ dục nói xong bên kia cổ tú tú và lưu phi phi cùng tiến vào một mặt tò mò hỏi chú nói các con kích thước quá nhỏ phải ăn cơm thật ngon không thì sau này lớn sẽ không cao nhìn hai cô bé hạt tiêu này cổ dục không khỏi mỉm cười một ngày này sự hứng thú của cổ dục chỉ tập trung vào việc vui chơi giải trí buổi tối hắn lại làm cơm mọi người vây quanh vui vẻ ăn uống trải qua việc ngày hôm nay phùng thư nhân lâm lôi cùng lý vân vân đối với chuyện kia đã có chút đề kháng đương nhiên không phải vì ăn không ngon mỹ vị vẫn là như thế vẫn ngon gấp trăm ngàn lần nhưng do nội tâm bên trong đã tiếp nhận rằng chính mình thích cổ dục dẫn đến việc các cô có cảm giác mâu thuẫn này nữa cho nên bữa cơm tối nay cũng giống mọi bữa ăn bình thường chỉ là trong bát cổ dục thường xuyên có đồ ăn do ba cô gái gấp cho cổ dục đương nhiên là vui vẻ ăn nhiều một chút ăn cơm tối xong giúp cổ dục thu dọn đồ đạc như thường lệ cổ dục đưa bọn họ trở về nhà, đưa cổ tú tú về trước, sau đó là hai nhà kia, ai cũng về nhà nấy. Sau khi về nhà, vẫn là giống như thường ngày, rửa mặt, nghỉ ngơi, Lưu Phi Phi sau khi đánh răng xong, bị mẹ ném lên giường. Cô bé cười khanh khách mở tivi lên xem, trẻ em xem tivi nhiều lúc không phải xem nội dung mà là xem hình ảnh, cứ có ảnh là được. Mà Lý Vân Vân lúc này thì đang tắm, hôm nay quần áo bẩn cũng nhiều thuận tiện giặt giũ một lượt, tuy nhiên, giặc dũ được một lúc động tác của cô không khỏi chậm lại nhìn thấy con gái lại tưởng tượng thấy cổ dục Lý Vân Vân nhẹ nhàng cắn môi một cái Phi Phi ơi, à, mẹ có chuyện gì ạ à? nghe được Lý Vân Vân gọi mình Lưu Phi Phi nghi hoặc nhìn lại chớp chớp đôi mắt to đầy khả ái hỏi Phi Phi, con có muốn hay không một người cha, do dự một chút Lý Vân Vân vẫn nhắm mắt nhỏ giọng hỏi, không muốn nghe Lưu Phi Phi không một chút do dự trả lời lý vân vân đang thu dọn đồ đạc không khỏi ngừng lại tiếp đó trong lòng thở dài một hơi vẫn là chính mình nghĩ nhiều xem ra con gái đã giúp mình lựa chọn thế nhưng cô còn chưa kịp tỉnh lại thì bên kia lưu phi phi lại nói bởi vì con có chú rồi ạ à. nghe lưu phi phi nói câu kế tiếp lý vân vân sững sờ sau đó nhìn về phía lưu phi phi cô biết chú mà lưu phi phi nhắc đến là ai ngoại trừ cổ dục còn có thể là ai đây con là muốn chú làm cha của con sao nhìn lưu phi phi Lý Vân Vân đột nhiên rất muốn nghe được đáp án từ miệng con gái mình, "Không phải, con muốn làm vợ, nhưng mà, nếu như mẹ cũng thích chú thì con nhường chú cho mẹ đấy, ai bảo con vẫn thích mẹ nhất cơ chứ?" Nhìn bộ dáng kích động của Lý Vân Vân, Lưu Phi Phi không khỏi cười hì hì nói, "Hừ, nói vớ vẩn gì đấy, mẹ với trẻ con không nên nghĩ những thứ lộn xộn này, con ngủ đi." Nghe Lưu Phi Phi vừa cười hì hì vừa nói, khuôn mặt Lý Vân Vân không khỏi đỏ lên, tiếp đó nghiêm mặt nhìn về phía Lưu Phi Phi nói, trong phòng vang lên tiếng cười hì hì của hai mẹ con so với một nhà lý vân vân và lưu phi phi một bên khác ở nhà lâm lôi và phùng thư nhân có chút âm trầm không không chỉ là nặng nề còn có chút mùi thuốc súng về đến nhà sau khi đánh răng rửa mặt xong hai mẹ con mỗi người nằm trên một cái giường chơi điện thoại qua rất lâu lâm lôi mới để điện thoại di động xuống sau đó nhìn sang con gái trên danh nghĩa của mình ở bên cạnh thư nhân mẹ nhỏ muốn hỏi con chuyện này, do dự một chút, Lâm Lôi mở miệng nói, vâng, mẹ nói đi, mặc dù trả lời Lâm Lôi, nhưng Phùng Thư Nhân vẫn không bỏ điện thoại xuống. Bởi vì cô không dám đối mặt với Lâm Lôi, con thích cổ dục sao, thấy dáng vẻ Phùng Thư Nhân, Lâm Lôi do dự hỏi, mặc dù là câu hỏi, nhưng có thể thấy rõ đây là một lời khẳng định. Nghe Lâm Lôi nói như vậy, Phùng Thư Nhân cũng cười đi về phòng của mình. Nói ra được tâm tình thì tâm trạng đã tốt hơn nhiều. Thế nhưng tâm tình Lâm Lôi lúc này lại không phải quá tốt. Nằm trên giường, đầu óc cô một mực xoay quanh lời nói của Phùng thư nhân và khuôn mặt Cổ Dục, ai. Thật là phiền, thật là phiền, dùng sức lấy gối đập vào đầu một cái, Lâm Lôi cũng không nhìn được nhỏ giọng lẩm bẩm. Có một số việc chính là phiền phức như vậy, mà lúc này ở nhà Cổ Dục, tốt lắm, hắn phiền cái rắm, hắn đã ngủ rất say. Trong nháy mắt đã đến ngày hôm sau, sáng nay, Lâm Lôi, Lý Vân Vân phùng thư nhân đều đã điều chỉnh xong tâm tình của mình về phần cổ dục hắn điều cái rắm hắn căn bản không để trong lòng vẫn tham ăn tham uống như cũ buổi sáng ở nhà chơi cho tới trưa buổi trưa ăn cơm xong thì cùng với hai anh em cô dũng và cổ vận đi đến bên kia núi tất nhiên cũng có cả cổ tú tú cùng với lưu phi phi rồi bọn họ muốn đi hái hạch đào ở nơi đó chỗ đó có một đám cổ dục đi tìm cổ tú tú và lưu phi phi cùng nhau nô đùa hai anh em cổ dũng và cổ vận cùng sang bên kia núi bọn họ muốn đi hái quả ốc chó ở bên đó có một đám cây ốc chó dại lúc trước cổ dục đã từng nói qua mà bây giờ những quả ốc chó ở trên cây có một ít đã có thể hái được rồi người trong thôn không ai đi hái thứ này bởi vì những quả ốc chó này đa phần là quả ốc chó cứng không có cách nào để ăn có người nói quả ốc chó này cũng có thể làm đồ chơi văn hóa gì đó có thể bán kiếm tiền nhưng phải biết những thứ này đều là cây hoang dại, không chỉ là trời sinh trời dưỡng, còn phải đề phòng rắn rết, chim, chuột, kiến. Trước đó cũng có người bỏ ra hơn 30,000 để thu mua, cuối cùng cũng không thu hoạch nổi cái gì mà còn phải bỏ tiền ra bồi thường. Dù sao những thứ này cũng không có người trồng, nếu trồng thì có thể khống chế điều chỉnh một chút, còn những thứ này thì không có cách nào để bồi dưỡng, cho nên dần già, cũng không còn người vào núi hái thứ này nữa cái này cuối cùng chỉ làm đồ chơi cho bọn trẻ ở vùng nông thôn này chú nhanh lên nhanh lên cầm gậy tre thật dài dưới sự thúc giục của bọn trẻ cổ dục cũng đi theo bọn chúng đi đến mảnh rừng đầy quả ốc chó kia có thể thấy đám cây ốc chó này thật sự không đáng tiền mặc dù quả ốc chó bây giờ đã chín thế mà không có lấy một người đến để thu hoạch cổ dục liếc mắt nhìn bốn phía sau đó chọn trúng một cây ốc chó tương đối thấp bắt đầu thu hoạch loại cây ốc chó này khá là cao một cây cao trung bình từ 20 đến 25 mét, tương đương với tòa nhà cao khoảng 7-8 tầng. Cây ốc chó nơi này không thiếu những cây có tuổi đời trên trăm năm, thậm chí có cây già hơn ngàn năm, nên thân cây vô cùng cao lớn. Muốn hái từ những cây này thật sự không dễ dàng, đây cũng là nguyên nhân mà không ai đến thu hoạch. Nếu là được trồng nhân tạo thì cây không lớn như vậy, cây hoang dại muốn hái được quả thật sự là khó khăn, thế nhưng cũng may, bọn trẻ cổ dũng, cổ vận đối với việc hái quả ốc chó rất hứng thú. Bọn chúng hôm nay mang theo sáu cây gậy tre thật dài, sau đó sẽ nối lại với nhau. Trước đây cần rất nhiều bạn nhỏ mới có thể dựng cây gậy này lên, nhưng hôm nay đã có cổ dục đến, cho nên việc này sẽ thuận tiện hơn nhiều. Rất nhanh cổ dục và bọn trẻ đã dùng băng dính nối sáu cây gậy tre lại với nhau chắc chắn rồi dựng đứng nó lên. Sau khi được cả nhà đồng tâm hiệp lực, cuối cùng cổ dục đã dựng được cây gậy rồi sau đó bắt đầu đập những quả ốc chó trên cao để chúng rơi xuống đất ngoại trừ cổ dục những đứa trẻ khác đều bị quả ốc chó rơi trúng bọn nhỏ lập tức bỏ chạy tản ra xung quanh nhìn bộ dạng của chúng cổ dục không nhịn được cười sau khi những quả ốc chó rơi xuống đất công việc tiếp theo là đi nhặt lại chúng bởi vì bên ngoài ốc chó có một lớp vỏ rất dày cho nên không thể thấy được hình dạng bên trong của nó bọn nhóc trực tiếp cho chúng vào túi đựng nhặt lên một quả ốc chó cổ dục nhìn thấy bề ngoài quả này rất giống quả mận nói thật nếu không gặp qua người trồng ốc chó thì rất khó để liên tưởng quả này với quả ốc chó. Nhưng đây đúng là dáng vẻ nguyên bản của quả ốc chó. Khi cổ dục nhìn qua, phát hiện có không ít trẻ em cũng đang khiêng gậy gỗ và bao tải chạy đến với vẻ mặt vô cùng lo lắng. Dừng tay, cây ốc chó khu này là của chúng tôi. Thôn cổ gia chúng mày mau cút đi, trong núi bọn trẻ con đúng là rất gấu, dù nhìn thấy cổ dục nhưng không hề sợ hãi chút nào. Tên nhóc cầm đầu là một thằng nhóc mập mạp khoảng 7, 8 tuổi một ngón tay chỉ vào cổ dục rồi lớn tiếng nói, Đinh Hoàng tử, mày bảo ai cút đi hả? Mảnh rừng này thuộc về thôn cổ gia chúng tao. Muốn cút thì chính mày mới phải cút, lần này không cần cổ dục lên tiếng, cổ dũng bên này đã đứng dậy, tức giận mà hô lên, nghe lời nói của cổ dũng, cổ dục lập tức hiểu ra. Đám trẻ con này hẳn là người ở thôn Vĩnh Bình trên Thượng Du, cũng chính là thôn của Đinh Quang mà cổ dục đã mua ếch cỏ và chim đa đa giống như phùng thư nhân đã giới thiệu qua cho cổ dục bởi vì liên quan đến nguồn nước nên quan hệ của thôn vĩnh bình và thôn cổ gia từ xưa đến nay không tốt cho lắm quan hệ mấy chục năm nay mới tốt lên một chút là nhờ đã từng cùng nhau đánh trận cùng nhau buôn bán lại thêm khoa học phát triển nên vấn đề tranh đoạt nguồn nước cũng đã được giải quyết triệt để cho nên hai thôn mới có thể tương đối êm đẹp như hiện giờ nhưng thế hệ trước lại thường xuyên mang mâu thuẫn với thôn cổ gia làm chuyện kể cho bọn trẻ nghe đương nhiên cái này không chỉ có người thôn vĩnh bình kể, người già thôn cổ gia cũng kể chuyện như vậy cho đám trẻ. cho nên bọn cổ dũng và cổ vận mới có địch ý như thế. cổ dũng, có phải mày ngứa da không? nghe cổ dũng nói xong, thằng nhóc mặt bên kia cũng ra vẽ vén ống tay áo lên, cũng không để ý mình đang mặc là áo ba lỗ, ống tay áo đâu mà vén? tao thấy mày mới ngứa da đấy. nghe được lời của tên nhóc đó, cổ dũng và cổ vận đều đứng dậy, đánh trận thành huynh đệ, ra trận phụ tử binh cổ dục với cổ dũng đứng trước cổ dục thì ngoan ngoãn là vì cổ dục có hỗ trợ cha chúng mẹ chúng ông chúng đều dặn cổ dục là người có năng lực không được chọc chú ấy tức giận đã thế trong nhà cổ dục còn có vua núi lại có vua bầu trời hai con thú có lực uy hiếp quá lớn dẫn đến bọn chúng không dám hỗn láo chỉ sợ cổ dục gọi bọn kia đến cắn mình cuối cùng lại chính là do cổ dục làm đồ ăn quá ngon cho nên bọn chúng mới đành ngoan ngoãn trước mặt cổ dục nhưng không có nghĩa là trẻ con ở độ tuổi này cũng sẽ ngoan ngoãn khi ở trường học, rõ ràng bọn chúng và tên nhóc mập mạp kia đánh nhau không phải ngày một ngày hai. Ngay lập tức ba đứa đã muốn xông vào một chỗ, chứng kiến cảnh này, cổ dục có chút ngơ ngác, bọn chúng là không thèm nhìn đến mình sao, đùng, đùng, hai tiếng. Gậy tre trong tay cổ dục vung lên, ngay lập tức ngăn cản hai đám trẻ sang hai bên, sau đó, hắn đến trước mặt cổ dũng và cổ vận nhìn đến đám người bên thằng nhóc mập mạp kia. Này, Người lớn trong nhà các cháu không dạy các cháu thế nào là phải xếp hàng theo thứ tự à? Muốn hái ốc chó thì một là đi chỗ khác, hai là chờ bọn chú hái xong." Đứng nhìn lũ trẻ con này, Cổ Dục nhướng lông mày lên, giả vờ hung dữ với bọn chúng, nói, "Đúng vậy. Phải có trước có sau, tới trước phải đi ra cho người tới sau đến, người lớn trong nhà chú không có nói với chú sao?" Nghe được lời Cổ Dục, một tên nhóc đầu trọc, hơi gầy trong đám nhóc thôn Vĩnh Bình chạy ra, chỉ vào Cổ Dục nói, "Hắc hắc." bộ giáo viên thể dục dạy các cháu ngữ văn hay sao hả? Chú phải gọi điện cho giáo viên chủ nhiệm để hỏi, cho giáo viên dạy dỗ lại các cháu, nghe tên nhóc này nói, đầu cổ dục cũng bốc khói trắng, đây gọi là ngụy biện kiểu hay sao? Bọn cháu mới học lớp 1, Đinh Tứ Hị mới có 2 tuổi, bọn cháu còn chưa học cái này đâu. Lêu lêu lêu, nhìn cổ dục, đám trẻ con đều lệ lưỡi, xoay mông lên, vẻ mặt đắc ý nói, nhìn những thằng nhóc ngứa đòn này, cổ dục cảm giác mình sắp tức chết cháu cho chú biết, chú cũng đừng cậy lớn bắt nạt bé nha, bọn cháu trẻ con đánh nhau, đến cảnh sát cũng mặc kệ. Nhưng nếu chú đánh bọn cháu, cảnh sát sẽ bắt chú, có thể là cảm nhận được sát khí trên người cổ dục, lúc này tên mập mạp tên là Đinh Tứ Hỷ bên kia cũng cười bị ổi nói, đây là năm nay nó mới học qua luật bảo vệ trẻ em vị thành niên. Khi nó về nhà còn lấy cái này ra uy hiếp cha mẹ nó. Đương nhiên, nó bị đánh một trận te tua, sau khi bị đánh, nó lặng lẽ báo cảnh sát. Cảnh sát đến nhà quan sát, thấy là cha mẹ ruột đánh thằng con hư nên lại đi, sau đó. Nó lại bị đánh trận nữa, về sau nó phát hiện, chiêu này không có tác dụng gì với cha mẹ. Tuy nhiên đối với người lớn ở bên ngoài vẫn có chút tác dụng, quả nhiên, sau khi nghe mấy lời của thằng nhóc, khóe mắt cổ dục không tự chủ được mà bắt đầu run rẩy, cũng không trách được bây giờ trên mạng toàn là đám trẻ trâu phản nghịch, bọn này quá muốn ăn đòn. Đánh chúng mày không cần đến chú dục, xem đây, đúng lúc Cổ Dục đang phân vân có nên vứt cái tôn nghiêm của người lớn xuống để đánh bọn này một trận hay không, thì Cổ Dũng ở bên cạnh đã hét to, rồi ném một quả ốc chó vỏ xanh sang. Thứ này bên ngoài vẫn khá cứng chắc, bị đập trúng tất nhiên là đau. Hơn nữa, nhựa của nó còn có độc, chạm vào người là đen cả người, có tắm cũng không sạch, lại bốc lên mùi khó ngửi. Nhớ đăng ký kênh F5 truyện để giúp mình có thêm động lực nha có mấy đứa trẻ con thích sạch sẽ không chạy đến nhặt chỉ còn lại có mấy đứa dám nhặt cho nên hỏa lực không bằng bọn trẻ thôn cổ gia ngay lập tức bị ném trúng phải chạy trối chết nhìn tình trạng thảm hại của bọn trẻ này cổ dục cũng không ngờ tình huống lại thay đổi nhanh như vậy châm ngôn nói rất hay có thể cắn chết chó cũng chỉ có ạ đây là châm ngôn cái quái gì đây là lời mà cổ dũng thường xuyên nói mà người đè nó xuống dậy dỗ chính là chú hai của nó lời này cũng hơi nói quá một chút không chết chó sư tử cắn không chết chó. Còn báo cắn không chết chó. Mà Linh Miêu cũng có thể cắn chết chó đấy, nhưng bây giờ cổ dục dường như mới hiểu ý, giống bây giờ. Nếu như mình không biết xấu hổ có thể đánh mấy thằng nhóc mập mạp kia chạy, thế nhưng vấn đề là chẳng lẽ mình không cần thể diện sao? Cho nên dưới tình huống đặc biệt này, có thể đối phó bọn trẻ con cũng chỉ có bọn trẻ con, có thể cắn chết chó cũng chỉ có chó, ừm, hợp lý, chúng mày, chúng mày đợi đấy, nhìn qua hỏa lực bên mình không đủ, nhóm trẻ thôn Vĩnh Bình bắt đầu lúng túng, nhóc mập mạp kia kêu lên một tiếng trước rồi trốn đi, sau đó nhận thua. Những đứa trẻ bên thôn cổ gia cũng hưng phấn treo lên, đối với những đứa trẻ này mà nói, có thể đánh lui bọn trẻ thôn bên cạnh chính là chuyện đáng vui nhất. Mà nhìn dáng vẻ của bọn chúng, cổ dục cũng không kìm được mà nở nụ cười, tuy rằng bọn chúng thắng, nhưng mà thằng hơi vất vả, có mấy đứa không sợ bẩn, bị ném trúng là quả ốc chó đã nát quả đấy tuy đập vào người không đau nhưng trên người, trên quần áo, khắp nơi đều là nước thối. Sau khi về, chắc hẳn mấy đứa trẻ này cũng bị cha mẹ đánh cho một trận. Được rồi. Chúng ta tiếp tục thôi, thế nhưng nhìn bọn chúng vui vẻ như vậy, cổ dục cũng không nói cho chúng biết kết quả khi về nhà, mà một lần nữa ra hiệu cho chúng tiếp tục thu hoạch quả ốc chó. Những đứa trẻ này cũng hò ra một tiếng rồi tiếp tục đi nhặt quả. Buổi trưa này, cổ dục cũng nhặt đầy ấp một túi, Bọn trẻ thì dơ cao bao tải đi sau Cổ Dục trở về thôn, sau khi chia cho mỗi nhà một ít, Cổ Dục vẫn thừa nửa bao tải, hắn cũng cầm trở về. Mà nhìn thấy Cổ Dục mang nửa bao tải ốc chó về, Lâm Lôi, Lý Vân Vân và Phùng Thư Nhân đều đi theo cười. Lúc nhỏ, các cô cũng từng đi hái quả này, chẳng qua hái xong cũng chẳng có tác dụng gì. Hơn nữa ốc chó này cũng là ốc chó cứng, cũng không có thịt để ăn, ngoại hình thì xấu, không bán được tiền. Tuy nhiên những thứ này dù không đáng tiền, nhưng là do cổ dục mang về nên các cô vẫn sắp xếp giúp cổ dục. Đầu tiên là rửa sạch vỏ, sau đó là phơi trên nóc nhà dưới nắng to, phơi mấy ngày cho vỏ bên ngoài khô lại. Đến lúc đó sẽ mang đi xử lý phần vỏ bên ngoài, phần nhân ốc chó bên trong sẽ xuất hiện. Việc này không vội được. Dù sao thì cổ dục chỉ hái chơi, hắn cũng không để ý lắm. Lúc Lý Vân Vân đưa Lưu Phi Phi và cổ tú tú đi tắm, cổ dục cũng đi tắm một cái, rửa sạch những mùi kia trên cơ thể mặc dù vừa rồi không có quả ốc chó nát nào ném vào người cổ dục, nhưng mùi cũng bám vào trên thân, mùi này đúng là quá khó ngửi. Tắm rửa sạch sẽ, cổ dục chuẩn bị đi nấu cơm tối. Một ngày này trôi qua quá nhanh, dường như mình vẫn đang ở buổi sáng, chưa làm được cái gì đã đến giờ làm cơm tối rồi, nhưng thời gian trôi nhanh như vậy cũng không ảnh hưởng gì đến cổ dục. Thời gian nhanh có nghĩa là cổ dục không có gì phiền lòng, mỗi ngày đều vui vui vẻ vẻ, nên thời gian cũng thật tự nhiên mà trôi nhanh. Như bây giờ, Cổ Dục cảm thấy cuộc sống như vậy không có gì là không tốt, ăn cơm xong, dọn dẹp đồ đạc, cho nhóm động vật nhỏ trong nhà ăn xong. Sau đó Cổ Dục tiễn Lâm Lôi các cô về rồi lại lên tầng 2, nằm trên giường, xem tivi, chơi điện thoại. Mùa hè vùng Đông Bắc, buổi tối không cần mở điều hòa cũng rất mát mẻ. Cổ Dục bây giờ chính là một bên hóng gió, một bên nằm trên giường hưởng thụ, thật vô cùng thoải mái, cứ như thế này nếu có thể sống kiểu này mãi thì không còn gì bằng, nở nụ cười tự dễu, cổ dục cắm sạc điện thoại sau đó trở mình. Cuộc sống như vậy, quá thoải mái, nhà kính đã lắp đặt xong, anh ta cũng đi kiểm tra một lượt cho đến khi không thấy bất kỳ vấn đề gì. Mặc dù cổ dục cũng không vội vàng, hắn nói rằng trước mùa đông hoàn thành là được. Nhưng anh ta không muốn như vậy, đây chính là một công trình lớn, xong sớm một chút, anh ta cũng yên tâm hơn một chút, cho nên hôm nay buổi sáng đến nơi này, anh ta lập tức bắt đầu lắp đặt, sau đó thì lắp kính vào vị trí, bởi vì tránh kéo dài thời gian, cho nên anh ta còn gọi thêm rất nhiều người đến thi công. Do đó, hôm nay cổ dục cố ý gọi hết đám động vật nuôi đi vào bên trong phòng, không có việc thì không cho đi ra ngoài, bên ngoài chỉ cần có hắn, lâm lôi, lý vân vân và phùng thư nhân đứng nhìn là được, thật không nghĩ tới. Hắn vừa mới chọn xong mấy quả ốc chó thì khổng hạo văn lại đến, chú em đúng là biết hưởng thụ. Chật chật, À đúng rồi. Cái này cho chú, nhìn thấy đám công nhân đang bận tiếu tích, khổng hạo văn hơi nhỏ giọng lầm bẩm, sau đó tay cầm ra một thứ đưa cho cổ dục, khổng hạo văn rất hay đến nhà cổ dục chơi. Trên cơ bản thì mỗi tuần sẽ đến một lần, thức ra là muốn đến ăn trực. Mà mỗi lần đến anh ta rất ít khi đến tay không, lúc trước khi còn chưa quá quen biết, anh ta thường xuyên cầm đến rượu hoặc thuốc lá hay thứ gì đó. Mặc dù toàn là đồ đắt tiền, nhưng đối với cổ dục lại không có ý nghĩa gì, bởi vì cổ dục không hút thuốc lá, rượu thì bọn họ thỉnh thoảng mới uống một chút. Có điều, kể từ khi cổ dục năm rượu, anh ta phát hiện ra rượu của mình có chút không ra hồn gì, cho nên anh ta cũng không mang rượu đến cho cổ dục nữa, nhưng lúc bình thường cũng sẽ không đến tay không. Đương nhiên, cổ dục cũng không muốn nhận đồ của anh ta, thế nhưng nhìn từ góc độ của khổng hạo văn, đến ăn chực là không được đi tay không đây là truyền thống của gia đình cho nên không cần nói lại do đó cổ dục cũng đành miễn cường không đề cập tới nữa bởi vì về sau đồ khổng hạo văn mang đến cũng không nói là quá quý giá đem so sánh mà nói ví dụ khổng hạo văn bình thường thích nhất là uống bia bia có giá một tệ một chai anh ta sẽ mang đến một két bia mặc dù so với thuốc lá và rượu có giá thấp hơn nhưng cũng sẽ không thấp hơn quá nhiều thế nhưng hôm nay anh ta lại mang theo thứ khác bởi vì cái này là mấy hộp chocolate cái này, cầm mấy hộp chocolate. Cổ Dục hơi nghi ngờ, anh ta nghĩ thế nào mà lại tặng hắn chocolate? Hắc hắc, không phải tôi nói với chú em là tôi có đối tượng sao, quan hệ vẫn đang tiến triển. Mấy hôm trước, nhà cô ấy đi châu Âu chơi nên đã mang về cho anh đấy. Nhìn ánh mắt Cổ Dục, Khổng Hạo Văn cười hì hì rồi mở ra một hộp chocolate. Tiếp đó cầm lấy một viên ném vào miệng ăn. Wow, có chocolate. Tú tú, phi phi, đến đây nhanh có chocolate này nghe thấy âm thanh ở đằng trước nhà phùng thư nhân cũng chạy ra xem liếc mắt đã nhìn thấy cổ dục và khổng hạo văn còn cả chocolate trên tay cổ dục nghe có chocolate ăn cổ tú tú và lưu phi phi đều chạy tới mỗi người cầm một viên vui vẻ ăn sau đó vừa ăn vừa khen ngon chính xác thì từ xưa đến nay người trung quốc không ăn thứ này mặc dù trong nước có rất nhiều hãng sản xuất nhưng họ vẫn thích lựa chọn những thương hiệu và hương vị đến từ nước ngoài như vậy sẽ ngon hơn một chút đặc biệt là một số nhà máy sản xuất chocolate thủ công ở châu âu những loại chocolate này chắc chắn là bạn gái của khổng hạo văn đã chọn lựa tỉ mỉ để mang về hương vị dĩ nhiên là rất tốt nhìn thấy bọn trẻ ăn vui vẻ như vậy cổ dục không khỏi nở nụ cười tiếp đó một loại trêu đùa ác ý dâng lên trong lòng của hắn chocolate ăn ngon không nhìn bọn trẻ cổ dục cười ha hả hỏi ăn ngon ạ à? chú không ăn sao vâng ăn ngon lắm Nghe được lời cổ dục, Phùng Thư Nhân, Cổ Tú Tú và Lưu Phi Phi đều đứng lên, mà nghe được lời khen, Khổng Hạo Văn không nhịn được cười đắc ý, "Chocolate anh ta ăn đều là loại ngon, sao có thể kém được? Các cháu biết không?" Kỳ thật loại các cháu đang ăn ngoại trừ chocolate còn có một ít xác côn trùng, lông chuột, phân chim, cổ dục vừa nói vừa giơ ngón tay đếm, nghe được lời cổ dục, bốn người bên này không khỏi biến sắc, chỉ có Phùng Thư Nhân ăn quá nhanh, cô nhóc đã hoàn toàn nuốt chocolate xuống bụng không được. Không thể chỉ có chúng ta giẫm mình, còn có, mẹ nhỏ, dì Lâm. Mặc dù sắc mặt có chút khó coi, nhưng ánh mắt phụng thư nhân bất chợt di chuyển, sau đó quay qua cướp lấy cho cô lết cổ dục đang cầm trong tay, chạy về hướng hậu viện. Nhìn bộ dạng của cô ấy, cổ dục cũng không nhịn được nở nụ cười. Thật tốt, cảm giác chơi như thế này rất vui. Khi cổ tú tú cùng Lưu Phi Phi nhìn thấy phùng thư nhân chạy ra hậu viện, hai cô bé cũng chạy theo xem náo nhiệt không thể không nói nhà của cố dục đúng là rất vui vẻ ôi tình huống bên này có tiến triển gì không nhìn thấy ba cô nhóc chạy mất lúc này khổng hạo văn nhỏ giọng hỏi cái gì tiến triển chứ nhìn khổng hạo văn cổ dục có chút không rõ mà hỏi lại giả bộ lại còn giả bộ còn có thể có tiến triển gì chứ chính là mấy người có hay không nhìn cổ dục làm ra vẻ nghiêm túc khổng hạo văn khinh bỉ nhìn hắn một cái sau đó làm ra hành động đưa hai bàn tay chập vào nhau rồi cử động rất nhanh phát ra tiếng phập 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 động tác này nếu là đàn ông thì đều hiểu nó là gì cổ dục đương nhiên cũng biết không có khinh bị liếc mắt nhìn lại khổng hạo văn cổ dục nghiêm túc nói quả thực mấy ngày nay kể từ sau khi hắn rút trúng vị giác nâng cao thái độ của lâm lôi lý vân vân cùng phùng thư nhân đối với hắn hình như có chút không giống như trước đầu tiên là lúc đang dùng cơm các cô sẽ chủ động gấp thức ăn cho cổ duy sĩ điều này trước kia không có. Nhất là khi ăn tôm cua, các cô đều lột sẵn rồi mới đặt vào chén cho cổ dục, cho nên, cổ dục cũng không cự tuyệt, có người lột sẵn để cho hắn ăn thì cũng rất sảng khoái nha. Hơn nữa, các cô ấy dường như không hề để ý đến việc tiếp xúc cơ thể với hắn, có lúc khi đang nấu cơm, cổ dục thậm chí còn có cảm giác lâm lôi cùng Lý Vân Vân đi qua sau lưng, sau đó còn vô ý đụng chạm cơ thể của hắn. Những lúc cổ dục nhìn lén, Bọn họ cũng không che đậy hay ngượng ngùng gì cả, cảm giác như vậy, cổ dục không biết phải dùng từ nào để hình dung cho tốt, ngược lại hắn lại cảm thấy có chút mừng thầm trong lòng, chú em như thế này là không được nha. Tôi đều có thể nhìn ra bọn họ đối với chú em có ý, nếu như gặp chuyện không giải quyết được, vậy thì cứ kéo họ đi khách sạn, đến lúc đó thì coi như nước chảy thành sông, cút. Cái tên sắc lan này nhìn dáng vẻ không đứng đắn của khổng hạo văn, cổ dục khinh bị liếc hắn một cái một mặt khó chịu nói: "Ôi, chú em đúng thật là, có phải chú em thích hưởng thụ loại cảm giác này phải không vừa gần lại vừa xa? Nếu như cậu thật sự không có hứng thú với các cô ấy, vậy qua mấy ngày nữa để anh sẽ dẫn bạn gái của anh ghé qua chỗ này của chú chơi, sẵn tiền để cô ấy dẫn bạn thân của cô ấy đến, anh đây sẽ giới thiệu cho hai người làm quen một chút, thế nào?" Thấy Cổ Dục làm ra bộ dạng khó chịu, Khổng Hạo Văn tiếp tục mở miệng dụ hoặc, "Thế nhưng, vừa nghe Khổng Hạo Văn nói xong, cổ dục lập tức xua tay hiện tại hắn cũng đang suy nghĩ có phải bản thân quá mức tự kỷ hay không nhưng mà hiện tại hắn cũng có chút trục trịch cũng có hơi lo lắng đúng rồi lương huyết nuôi trong nhà đã trưởng thành một hồi ông anh có thể lấy về một ít ăn bồi bổ một chút đi xoa mặt một cái cổ dục đưa ra quyết định tạm thời không thèm nghĩ đến những thứ này nữa hắn đứng lên nhìn khổng hạo văn rồi nói lương huyết sao đây đúng là độ tốt còn rất tốt nữa nha mặc dù biết rõ là cổ dục đang cố nói sang chuyện khác nhưng khổng hạo văn vẫn như cũ vui vẻ chuyển chủ đề cùng hắn khổng hạo văn đã muốn ăn những con lương này rất lâu rồi nhưng cổ dục vẫn không cho ai đụng vào chúng bởi vì hắn còn muốn giữ lại bọn lương này để sinh sản thêm một ít nhưng bây giờ cũng đã trôi qua hơn hai tháng lương con mới sinh cũng càng ngày càng nhiều mấy con lương lớn lúc trước bây giờ đã có thể thịt rồi có lẽ sẽ có người nghi hoặc tại sao lại muốn ăn những con lương đầu tiên làm gì giữ lại mạng cho bọn chúng không phải là càng tốt sao? Đi thôi, đem quả ốc chó trên mặt đất thu thập một chút, sau đó cổ dục đi lên lầu vớt mấy con lương xuống, buổi trưa trước tiên làm vài món nếm thử một chút, về phần nói muốn cho khổng hạo văn mang về, trước khi đi lại đi lên lầu bắt là được. Những con lương này thật ra sức sống không kém như tưởng tượng, bởi vì bên ngoài thân chúng có dịch nhân, cho nên chỉ cần bảo vệ cho thân bên ngoài luôn ẩm ướt, chúng sẽ không dễ dàng chết đi, ít nhiều cũng có thể tự chống đỡ đến hai ngày vậy là hắn ta có thể ăn được hai bữa, đến lúc đó bạn gái hắn ta đến, có thể cho hắn thể hiện một mặt uy phong ở trên giường cũng không còn là vấn đề lớn. Hơn nữa, trong nhà cổ dục không chỉ có lương, mà còn có cả hầu, rượu thuốc, nếu thật sự không được, chỉ cần đem những thứ này ra sử dụng, cũng không tin hắn không thể mạnh mẽ như hổ, đắc ý ở lại nhà cổ dục ăn ké hai bữa cơm. Buổi tối khi về, khổng hạo văn sách theo hơn 20 con lương huyết, còn có 10 kg hầu đi lên xe tiếp đó đắc ý lái xe trở về thành phố khổng hạo văn đi rồi nhưng những lời hôm nay hắn ta đã nói với cổ dục cũng lưu lại trong lòng cổ dục nếu như trong lòng cổ dục không thích cái cảm giác như gần như xa kia vậy có phải hay không cũng phải nghĩ ra biện pháp thoát khỏi kiếp độc thân đây đúng là một vấn đề giữa trưa hôm qua cổ tuấn tài đã làm xong đường đi ở sân trước và sân sau nhà của cổ dục quá trình làm cái này rất nhanh nhưng khó khăn nhất vẫn là cái nóc nhà bằng kính ngày hôm sau khi lâm lôi và lý vân vân tới làm cổ tuấn tài cùng công nhân của gã cũng đến để bắt đầu xây dựng mái kính nhà cổ dục bởi vì đã bị giam một ngày cho nên những con vật nhỏ trong nhà của cổ dục không còn lo lắng như hôm qua nữa mà sau khi đặt những tấm kính vào đúng vị trí đã được định sẵn lúc này nhà của cổ dục thực sự đã có cảm giác như là một cung điện làm bằng thủy tinh chẳng mấy chốc đã đến trưa tuy nhiên muốn hoàn thành cái mái này cũng cần ít nhất hai ngày đã là làm việc cho nhà cổ dục cổ dục tuyệt nhiên sẽ không bao giờ keo kiệt hắn xuống bếp làm bữa trưa cho mọi người cùng ăn bữa trưa này ngon đến mức đám cổ tuấn tài muốn nuốt lưỡi vào trong quả thực ngon đến mức có thể nhìn thấy ảo giác mấy ngày nay ăn càng ngày càng nhiều gặp ảo giác càng ngày càng nhiều suy nghĩ về chuyện cổ dục có chút thuốc gì hay không của lâm lôi lý vân vân và phùng thư nhân đã sớm tan thành mây khói không nói cái khác nhiều người như vậy đều ăn đồ ăn giống nhau nếu cổ dục thực sự bỏ thuốc gì đi vào tại sao những người này không có phản ứng gì cả cho nên những suy nghĩ đó trong nháy mắt đã bị đập tan tất nhiên cũng không phải là đi cổ dục dùng thủ đoạn nào đó chỗ nên tình cảm trong lòng các cô đối với cổ dục lại càng sâu cũng chỉ có một khả năng đó chính là các cô cảm giác như mình có thể đã thực sự yêu thích cổ dục trong lòng mấy cô gái nghĩ thế nào cổ dục cũng không biết thế nhưng lời nói của khổng hạo văn thì cổ dục vẫn ghi nhớ trong lòng tuy nhiên mấy ngày nay bận rộn hắn lại quên mất trong hai ngày tấm kính cuối cùng cũng đã lắp xong sân trước và sân sau của nhà cổ dục đều được bao phủ bởi một lớp kính bây giờ từ bên ngoài nhìn vào nhà của cổ dục có thể nói thật sự rất đẹp giống như một viên kim cương lớn phản chiếu ánh sáng khắp nơi vô cùng hấp dẫn đương nhiên nhìn từ bên trong thì cũng đẹp không kém nhưng những thứ này đẹp là phụ chủ yếu vẫn là để giữ ấm đến mức vào mùa đông khi ở đây còn có thể cảm giác được như là mùa xuân đương nhiên chỉ dựa vào những tấm kính thủy tinh là không đủ mà còn phải cần hệ thống sửa dưới sàn cổ tuấn tài cũng trực tiếp lắp miễn phí cho cổ dục một số đường ống sưởi sàn chỉ là một vài đường ống sưởi mà thôi so với cái công trình lắp đặt giá trị thế này cũng chẳng tính là cái gì hơn nữa mấy ngày nay bọn họ được ăn đồ ăn ngon ở nhà cổ dục cũng có thể tính là đã thu hồi lại vốn rồi sau khi bọn họ rời đi tin tức về tài nấu nướng của cổ dục cũng bị bọn họ truyền đi bây giờ đừng nói là mua nhà tại cáp nhĩ tân cho dù hắn có mua căn hộ lớn ở cạnh sông thượng hải mua tứ hợp viện ở thủ đô, hay mua một căn hộ gần biển ở Thẩm Quyến, thì số dư trong tài khoản của hắn vẫn đủ. Hắn không phải là đệ nhất phú hào nhưng nếu so vốn lưu động thì hắn có thể xem như là một nhân vật có số má. Quan trọng nhất chính là, hắn chỉ mới thu được cái diễn biến dị này chẳng bao lâu, tính ra cũng chưa đến 4 tháng. Vậy mà hắn đã kiếm được một khối tài sản lớn như vậy, nếu là trải qua thêm 4 năm hoặc 14 năm nữa thì sao? Việc trở thành người giàu nhất thế giới là điều hoàn toàn có thể xảy ra. Vì vậy hắn không vội vàng chút nào, bây giờ cũng không có gì khiến hắn dùng đến tiền. Hai ngày sau, khi mái nhà đã được sửa và hệ thống sửa sàn trong sân được lắp đặt, nhà của cổ dục đã hoàn toàn mang một dáng vẻ mới. Nghĩ đến vài tháng nữa mùa đông sẽ đến, nhà người khác thì trong sân đầy tuyết, mà nhà hắn lại có thể ngắm cây cảnh ngay trong sân, suy nghĩ một chút thì đã thấy thích thú rồi. Còn Lâm Lôi, Lý Vân Vân, Phùng Thư Nhân, Cổ Tú Tú và Lưu Phi Phi đương nhiên rất vui vẻ bao gồm cả những con vật trong nhà cổ dục kỳ thực chúng cũng rất vui mừng trong số những con vật này ngoài trừ thương lão sư một mực bị chăn nuôi thì những con thú con mới tới như ngu ngơ ngốc ngốc khờ nhất khờ nhị đều đã từng ở bên ngoài trải qua mùa động lạnh giá chúng hiểu rõ hơn hết mùa đông khốn khổ như thế nào không chỉ lạnh giá mà còn rất khó để săn mồi đặc biệt là đối với một loài chim ăn thịt to lớn như vua bầu trời bọn chúng phải tiêu hao năng lượng vô cùng nhiều cho việc đi săn nếu như bắt được con mồi không đủ lớn không béo mập thì không thể bù đắp được năng lượng của một lần đi săn huống chi chưa kể còn có những lần đi săn không thành công số lần không thành công lớn hơn rất nhiều so với số lần thành công cho nên đa phần các loài động vật đều không thích mùa đông nhưng năm nay thì khác với cái nhà kính này có lẽ đây là năm trải qua mùa đông mà chúng thoải mái nhất ngay cả ánh mắt của tiêu hoàng hậu và trưởng công chúa lúc này cũng đã dịu đi đương nhiên chủ yếu là vì mấy ngày nay bọn chúng uống nước giếng của cổ dục Bọn chúng trở nên thông minh hơn, tự nhiên hiểu được cái gì là sẽ có lợi cho bản thân, con thú dù có thông minh đến đâu cũng không phải là người. Cho dù là người thì cũng tồn tại cảnh chồng cha bị giết. Tiếp đó, cũng chỉ đành sống nương nhờ kẻ thù, huống chi đây chỉ là hai con sói, mạnh được yếu thua, luật trừng đã được khắc sâu vào trong cơ thể của chúng, cho nên mấy ngày nay, bọn chúng cũng có chút dấu hiệu quy thuận, nhưng đối với cổ dục mà nói, có nên tin bọn chúng hay không lại là chuyện khác thật thoải mái. Phùng Thư Nhân nằm ở trên ghế tựa của cổ dục liếc mắt nhìn ánh mặt trời vừa duỗi eo nói, lười chảy nước rồi kìa. Mau đứng lên hoạt động đi, nhanh đi quét sân, Phùng Thư Nhân chưa thoải mái được bao lâu thì lâm lôi đã cầm cây chổi đi tới đưa cho cô nhóc, à. Nghe mẹ nhỏ nói như vậy, Phùng Thư Nhân không khỏi biểu môi rồi cầm chổi đứng lên đi đến phía dưới cây xuân bắt đầu quét lá, mặc dù lá rụng không nhiều nhưng mỗi ngày cũng cần có người đến quét dọn, những ngày qua, Tình cảm của Phùng Thư Nhân dành cho Cổ Dục ngày càng sâu đậm, cô dường như ngày càng trở nên tỉ lại hơn. Tất nhiên, sự tỉ lại này phải được để trong dấu ngoặc kép. Trước đây sau khi phát trực tiếp xong, cô còn muốn chạy đi khắp nơi để tìm kiếm xem ngày mai mình sẽ phát trực tiếp cái gì hay là đi nghe ngóng tin tức các kiểu, dù sao đối với một cô gái nhỏ mà nói cái gì cũng rất hiếu kỳ, nhưng bây giờ, mỗi ngày sau khi phát trực tiếp xong thì cô ở lại trong nhà Cổ Dục bày ra vẻ mặt ngẩn ngơ suy nghĩ nhưng mà thật ra là cô nhóc đang một mực quan sát cổ dục để tìm cơ hội để tán tỉnh cổ dục nhưng mà đối với bốn con thú con thì còn quá nhỏ cho nên cổ dục phải giúp bọn chúng điều chỉnh lại thực đơn một chút nhất là khờ nhất và khờ nhị hai con gấu con này về bản chất là loại ăn tạp do đó cổ dục đành bớt chút thời gian để chuẩn bị thức ăn cho bọn chúng trong khi bốn con thú con đang ra sức ăn phần thức ăn của mình thì lúc này cổ dục cũng lê cái thân mệt mỏi ra hậu viện mặc dù bây giờ trời rất nóng nhưng dù sao thì con người cũng cần phơi nắng một chút, mà nhìn gương mặt của Cổ Dục dưới ánh mặt trời, gương mặt của Lý Vân Vân, Lâm Lôi và Phùng Thư Nhân không khỏi có chút đỏ lên. Trong mắt người tình hóa Tây Thi, huống chi các cô còn say mê hắn sâu đậm như vậy. "Chú Dục, chú Dục." Lúc Cổ Dục đang đứng ở sân sau hít thở bầu không khí trong lành thì giọng nói của Cổ Dũng và Cổ Vận cũng vọng ra từ sân trước, "Là hai cháu à, tìm Tú Tú và Phi Phi chơi sao?" Bọn họ ở trên lầu đó, nghe được lời nói của cổ dũng và cổ vận cổ dục liếc nhìn bọn nhóc cười nói bọn cháu không đến đây để tìm tú tú và phi phi à cũng là đến để tìm bọn họ nhưng quan trọng nhất là tìm được chú nghe được lời nói của cổ dục cổ dũng và cổ vận không có vội lên lầu mà chạy tới bên cạnh cổ dục rồi lo lắng nói có chuyện gì vậy không tìm tú tú và phi phi mà lại tìm mình cổ dục không khỏi có chút nghi hoặc hỏi nếu chỉ đơn giản là tìm hắn thì chắc chắn có chuyện gì đó rất có thể là có chuyện không hay xảy ra trong gia đình nhưng bây giờ vừa tìm hắn lại tìm cả cổ tú tú với lưu phi phi vậy thì nhất định là muốn ra ngoài chơi mặc dù cổ dục thường xuyên cùng đám trẻ con này đi ra ngoài chơi nhưng dường như đám trẻ con này sẽ không chủ động tìm mình như thế này đây là tình huống gì vậy đúng vậy tất cả đều là do lũ tiểu nhân ở thôn vĩnh bình kia đúng chính là tên đinh hoàng tử kia tên tiểu nhân hèn hạ sau khi nghe cổ dục nói cổ dũng và cổ vận tỏ thái độ tức giận lập tức mở miệng nói đinh hoàng tử là thằng nhóc mập mạp ở thôn vĩnh bình người mà lần trước bị đám nhóc nhà cổ dục đuổi đi ở chỗ rừng cây ốc chó vào ngày hôm trước khi trở về cổ dục cũng hỏi thăm một chút về thông tin của nó tên đầy đủ của nhóc mập đó là đinh tứ hỷ vì khi thằng nhóc sinh ra thì trong nhà xảy ra bốn việc vui một là nhóc này được sinh ra hai là chú hai của nhóc đổ đại học ba là cha nhóc đã trúng số lúc chăm sóc cho mẹ nó tuy không nhiều nhưng cũng có hơn mấy trăm ngàn sau khi trả tiền viện phí thì vẫn còn dư thứ tư là con lợn do ông nội của nó nuôi đã bán được giá rất cao tứ hỷ lâm môn vì vậy mới có cái tên là đinh tứ hỷ vốn dĩ cái tên chẳng có gì ở quê cũng không mấy ai biết món tứ hỷ hoàng tử dù gì đây cũng không phải là món ăn ở đông bắc nhưng mà tên nhóc này là cháu trưởng từ nhỏ đã tham ăn tham uống được chăm sóc cẩn thận cho nên nhóc con này dáng vẻ rất mập mạp sau đó đến tuổi đi học có một lần ở trường học nhà ăn làm món tứ hỷ hoàng tử. Từ đó về sau, ở trong trường nhóc con bị bạn bè gọi thành đinh hoàng tử, quả thật quá thích hợp, hôm nay là ngày bọn trẻ thôn cổ gia và thôn Vĩnh Bình đánh nhau, nhưng mà đánh tới đánh lui vẫn không ai phục ai, khi về nhà còn bị người lớn giáo huấn. Ở Đông Bắc khi trẻ con đánh nhau sẽ không có người lớn nào được can thiệp, ngoại trừ một số rất ít phụ huynh không biết xấu hổ mà xen vào, cổ dục khi còn nhỏ cũng đã như thế này đi chơi hay đi đánh nhau không quan trọng nếu thắng về nhà sẽ được thưởng cha hắn sẽ làm cho hắn món thịt ướp nước mắm rồi chiên nếu phụ huynh đưa đứa trẻ bị đánh tới tận cửa để tìm thì phụ huynh trong nhà chắc chắn sẽ giả vờ nói vài câu dễ nghe tiếp đó thì tiễn họ ra về quay đầu sẽ nói với con họ là về sau không cho phép chơi cùng đứa đó nữa những đứa trẻ chơi xấu như vậy thì tuổi thơ sẽ không còn bạn để chơi hoặc có thể nói là rất ít bạn bè những đứa trẻ ở thôn Cổ Gia và thôn Vĩnh Bình cũng chính là như vậy, rất khó để phân biệt người chiến thắng sau một cuộc chiến dài. Nhưng hôm nay những đứa trẻ này đã nghĩ ra một cách khác để phân định người chiến thắng, đó chính là đi câu cá. Ban đầu đây chỉ là cuộc chiến giữa những đứa trẻ, nhưng hôm nay khi Cổ Dũng và Cổ Vận đi ra bờ sông để câu cá, bọn chúng phát hiện ra bọn nhóc ở thôn bên kia lại mang theo ngoại viện. Đinh Tứ Hỷ thậm chí còn gọi chú của nó đến, điều này thật sự không công bằng, cho nên bọn nhóc bèn chạy về tìm cổ dục để làm cứu viện vốn dĩ cổ dục rất lười đối phó với lũ nhóc này nhưng cổ dục lại không chịu được cảnh bọn nhóc này làm ầm ĩ bên cạnh mình hơn nữa hắn cũng không có chuyện gì gấp gáp thế là hắn bèn quyết định đi xem thử một chút được rồi được rồi đi thôi chú giúp các cháu báo thù bất lực liếc nhìn hai tên nhóc con trước mặt cổ dục đi lên lầu cầm túi đồ mang theo ít trang bị rồi đi theo cổ dũng cổ vận còn có Cổ Tú Tú và Lưu Phi Phi cùng nhau tới bờ sông, nhưng khi vừa đến bờ sông, hắn đã nhìn thấy một người quen, Đinh Quang, nhìn thấy Đinh Quang đang hí hoáy với đống dụng cụ câu cá, cổ dục không khỏi hô lên một tiếng, đúng vậy, nó tên là Đinh Tứ Hỷ. Hôm nay không phải nó đánh cực câu cá với mấy tên nhóc thôn cậu sao, nhưng nó không biết câu cá nên mới kéo tôi đi qua, có điều cậu cũng biết, cha mẹ tôi có quan hệ với nhà của tên nhóc này, không đến không được. Nhìn Cổ Dục đinh quang lắc đầu thở dài sau đó mang theo vẻ bất lực nói chuyện này thực ra cũng bình thường ở quê từ xưa đến nay luôn có tình trạng trọng nam khinh nữ đặc biệt ở vùng đông bắc có câu lão nhi tử đại tôn tử lão đầu lão thái thái mệnh căn tử ý là ông bà trong nhà luôn quý con trai trưởng và cháu trai trưởng hơn đinh tứ hỷ này chính là cháu trai trưởng của nhà họ đinh thường hay ở trong nhà quậy phá chỉ muốn đi câu cá mà phải lôi cả chú hai của nó đến hộ tống anh mà không đi theo có nước bị chửi sắp mặt ha ha. À, đúng rồi. Trại chăn nuôi của anh gần đây thế nào, bây giờ vẫn còn bận rộn không? Nhìn thấy nụ cười gượng gạo của Đinh Quang, cổ dục không khỏi cảm thán nhưng cũng không nhìn được mà vui vẻ trò chuyện, tiếp đó lại nói việc nhà cùng với Đinh Quang. Gần đây trang trại đã được tăng cường lên rồi, nên không còn bận rộn như trước nữa. Nghe được câu hỏi của cổ dục, Đinh Quang cũng mỉm cười trả lời hắn. Đinh Quang chủ yếu nuôi ếch rừng, kế đó là phi lông phi long nghe thì có vẻ cao xa nhưng thật ra nó là chính là chim đa đa nuôi thứ này không khác gì nuôi chim trĩ chỉ khác là không thể nuôi nhốt cho nên chỉ còn cách là rào lại cả ngọn đồi để nó không bay ra ngoài là được đồng thời cũng cần phải đề phòng một chút mấy con thú săn mồi như chồn rắn là được về cơ bản chỉ cần cho nó ăn hai hoặc ba lần trong một ngày chủ yếu là chúng phụ thuộc vào số lượng côn trùng ở khu vực xung quanh nếu có quá nhiều côn trùng ví dụ như mùa hè như bây giờ cho chúng ăn hai lần một ngày là đủ, vào mùa xuân và mùa đông không có côn trùng thì cho chúng ăn ngày ba lần, đồ ăn cũng không phức tạp, có thể là thức ăn thừa, cơm thừa, lá rau, vỏ dưa, vân vân. Những thứ này đều được, cổ dục cũng nuôi bọn này cho nên hắn cũng biết rõ, còn về ếch rừng, cổ dục cũng nuôi nhưng hắn nuôi nó bằng nước giếng, cho nên không có gì để trao đổi kinh nghiệm. Nước giếng của hắn không có thứ gì mà nuôi không được, nhưng mà đinh quang muốn nuôi thì phức tạp hơn nhiều nhưng mà dù sao thứ này cũng sống trong rừng đối với chúng điều quan trọng nhất chính là nhiệt độ và độ ẩm hiện tại vẫn đang là mùa hè đinh quang không cần canh chừng nhiệt độ chỉ cần giữ độ ẩm là được cho nên bây giờ đinh quang mới có thời gian mà đi câu cá thế này trong khi trò chuyện cổ dục và đinh quang cũng lắp ráp xong cần câu của họ hai người hất cần câu lên quăng lưỡi câu xuống nước cổ dục dùng tổng cộng hai chiếc cần câu một chiếc dài và một chiếc ngắn Chiếc dài thì dành để câu cá lớn ở giữa sông, chiếc cần ngắn hơn thì để câu cá nhỏ gần bờ. Tuy nhiên, khi cần câu vừa mới buông xuống, hai đám nhóc trắm thối vốn dĩ còn chơi đùa xung quanh. Lúc này lập tức bu lại rồi bắt đầu kêu gào, "Cố lên, cố lên, cố lên, đi, đi, đi ra chỗ khác chơi, không ai câu cá mà đứng ở trên kêu gào như vậy cả, làm như vậy sẽ làm cá sợ chạy hết mất." Nghe thấy tiếng cổ vũ ồn ào chói tai của bọn nhóc, Cổ Dục không thể không phất tay đuổi bọn chúng đi. Bọn nhóc này chỉ giỏi làm loạn mà thôi, có thể lúc này ai đó sẽ nói rằng họ hét cổ vũ cũng không sao, bởi vì cá không nghe được âm thanh. Nếu ai đó nói điều này thì người này là một gã ngoài nghề thực thụ, một gã không hiểu nhưng lại giả vờ hiểu biết. Cá mặc dù không nghe được âm thanh, nhưng cơ thể chúng có thể cảm nhận được sóng rung trong nước. Sau khi âm thanh truyền vào mặt nước thì rung động sẽ lan truyền, điều này đương nhiên ảnh hưởng đến việc câu cá. Loại kiến thức này chỉ cần học đến tiểu học là không thể không biết. Sau khi đuổi mấy đứa nhóc này đi chơi, cổ dục và đinh quang cũng bắt đầu câu lên cá, nhưng bọn chúng đều là cá nhỏ. Một số con cá tuyết, cá lòng tông, cá bóng tượng, vài con cá giết nhỏ, cá chép nhỏ, cá trê, đám cá này sau khi được câu lên đều bị cổ dục và đinh quang ném trở lại sông. Mấy con cá nhỏ này đều là tài nguyên trên sông, câu cá cũng không phải là đánh cá, không cần thiết phải bắt hết mấy con cá nhỏ này. Trong lúc câu cá, hai người vừa câu vừa trò chuyện mấy đứa nhóc ở bên kia cũng đã chơi lại với nhau rồi Kẻ con chính là vậy đấy giây trước còn có thể đánh nhau lông trời lỡ đất nhưng chỉ vỏn vẹn mấy giây sau thì chúng có thể lại chơi với nhau như những người bạn tốt và rồi có thể mọi chuyện sẽ lại bắt đầu trong vài phút nữa mẹ đầu to tên khoa học gọi làm cá mẹ hoa ở phía nam còn gọi cá chép hoa về sau gọi cá mẹ hoa cho dễ loại cá này về cơ bản thì đông bắc quả thật không có hoàng hà phía bắc cũng rất khó nhìn thấy nó nhưng bởi vì loại cá này vẫy không nhiều và cá trưởng thành có cơ thể khá lớn là một loại cá mang lại kinh tế cao cho nên ở đông bắc cũng rất sớm được đưa vào nuôi dưỡng thế nên bây giờ ở đông bắc vùng nước nào cũng có loại cá này nhưng mà loại cá này tại đông bắc kỳ thực cũng không thường gặp loại cá này trên bàn ăn bởi vì người đông bắc ăn cá sông thì chọn lựa đầu tiên vẫn là loại cá chép có ba đường vẫy còn có các loại cá trích cá mè hoa tại miền nam được nhiều người ưa chuộng hơn đặc biệt là người dân tỉnh hồ nam ở đó hương vị đúng là rất ngon. Nhìn con cá này, theo tiềm thức trong đầu cổ dục nghĩ đến làm món đầu cá chua cây, phần thân thì có thể làm được làm thành món cá chân tương cũng không tệ. Nhất cá lên nhìn một chút, hắn thấy con cá này kỳ thực không hề nhỏ, nó nặng khoảng hơn 6 kg. Nhìn là muốn ăn ngay, nhưng mà cổ dục lại không muốn ăn loại cá này, bởi vì con cá này mặc dù là cá ngoài tự nhiên, nhưng mà nếu muốn ăn thì phải thả nó trong nước giếng một chút. Loài cá bắt ngoài tự nhiên thế này hắn cũng chẳng muốn ăn, cho nên sau khi xem qua một chút thì hắn đem con cá này đưa cho người đang mang vẻ mặt đầy hâm mộ là Đinh Quang, "Cho anh, cầm về ăn đi, hả?" "Đây là cá cậu bắt được, sao lại cho tôi mang về ăn, không thích hợp đâu." Nghe Cổ Dục muốn đem cá đưa cho mình, Đinh Quang lập tức khoát tay từ chối. ắn cùng Cổ Dục nhiều lắm là xem như có quen biết, cũng không tính là bạn bè. Hơn nữa, một con cá mè hoa thiên nhiên nặng hơn 6 kg thế này, nếu như muốn bán thì giá cũng không hề thấp chút nào thế nhưng cổ dục là người quan tâm đến chút tiền nhỏ này hay sao à đúng cổ dục đúng là quan tâm đến tiền nhưng mà chút tiền lẻ này hắn không quan tâm có gì mà thích hợp hay không thích hợp tôi làm gì anh cũng không phải không biết nếu là muốn ăn thì chỗ của tôi cũng có cho anh đó cứ cầm lấy đi nhìn dáng vẻ của đinh quang cổ dục nở nụ cười sau đó đem con cá nhét vào tay đinh quang khi nghe cổ dục nói như vậy đinh quang cũng cười cười tiếp đó hơi ngại ngùng đem cá cất xuống rổ nhưng đồng thời trong lòng hắn cũng thầm nghĩ chờ sau khi một nhóm chim đa đa và ếch rừng trưởng thành hắn nhất định sẽ đem qua đưa cho cổ dục giao tình có lúc chính là như thế đi về nhà thôi thấy đinh quang đã nhận cá cổ dục cũng cười khẽ liếc bầu trời một cái ở chân trời đã xuất hiện ráng đỏ đã đến lúc cần phải trở về vung tay lên một cái cổ dục dẫn đám nhóc nhỏ của thôn cổ gia đi trở về thôn đương nhiên mặc dù bọn chúng còn chưa có chơi chán nhưng cũng đành bất đắc dĩ đi theo bọn chúng đã đi học cho nên chúng cũng biết thời gian này là phải về nhà ăn cơm thế là tất cả theo thứ tự cùng cổ dục chào hỏi rồi ai về nhà nấy mà cổ dục cũng mang theo cổ tú tú cùng lưu phi phi trở về nhà của mình hôm nay mặc dù hắn không có giữ con cá mè hoa đó lại nhưng mà không có nghĩa là hắn không ăn sau khi về nhà rồi đi một vòng quanh ao cá ở hậu viện cổ dục chọn lấy một con cá mè hoa mà hắn bắt được ngày hôm trước. Khi bị bắt con cá này lên thì nó nặng hơn 7 kg, sau 3 ngày nuôi trong nước giếng thì con cá này đã nặng 8 đến 9 kg sức sống rất mãnh liệt. Sau khi bắt cá lên, cổ dục đi vào trong phòng bếp để chế biến. Sau khi làm sạch vẫy cá, mang cá, cùng nội tạng thì bắt tay vào chế biến, cổ dục tra tay xử lý có thể nói chính là xe nhẹ đường quen. Mấy ngày gần đây, cổ dục cũng xử lý không ít hải sản, mặc dù hắn không thích ăn cá, thế nhưng ở trong nhà số lần xử lý cá cũng không ít. Sau khi xử lý con cá xong, cổ dục cũng cắt cái đầu con cá xuống. Hôm nay làm hết thảy hai món ăn, một món là đầu cá sốt cây, một món chính là cá chân tương. Đầu cá sốt cây món ăn này cũng không phải quá khó, cách làm rất đơn giản. Món ăn này chủ yếu chính là xem nguyên liệu có tươi hay không, nguyên liệu cũng chỉ có hai thứ. Một cái là đầu cá, một cái là nước sốt ớt. Đầu cá thì không cần phải nói nhiều, nước sốt ớt cũng không tệ. Tuy rằng ớt này không phải do hắn trồng, nhưng mà xem tay nghề nấu nướng của hắn thì nước sốt ớt này không có vấn đề. Muốn làm mấy món ăn này, trước tiên cần nấu nước sốt, gừng, tỏi, xì dầu, tương, món cá chưng thì không thể thiếu những gia vị này. Đồ ăn nhiều như rừng, tổng cộng có 6 món. Cả nhà cổ dục ở dưới trời chiều bắt đầu ăn một bữa thoải mái. Sau bữa tối, đồ ăn còn thừa tự nhiên sẽ thuộc về vua núi cùng bạo quân mà con lợn bạo quân này có bao nhiêu đồ ăn nó đều có thể ăn hết không cần lo lắng vấn đề lãng phí lúc lâm lôi lý vân vân cùng phùng thư nhân thu dọn đồ đạc cổ dục cùng với cổ tú tú và lưu phi phi thì ngồi ăn tráng miệng bằng trái cây quả thật lúc này cảm giác bọn họ giống như là người một nhà đáng tiếc là sau khi dọn dẹp xong mọi thứ mấy người bọn họ sẽ rời đi tuy vậy cổ dục cũng đã quen với chuyện này hôm nay có thể nói là một ngày nhàn nhã đối với hắn hắn mỗi ngày đều nguyện ý thoải mái nhàn nhã thế này cho qua ngày tâm lý hiện tại của hắn đang dần chuyển biến giống như cảm giác hái cúc dưới hàng rào phía đông thản nhiên nhìn thấy nam sơn châm ngôn nói rất hay nếu bạn không cố gắng cho nên bạn không biết được đỉnh cao sẽ như thế nào nếu bạn chưa từng từ bỏ cho nên bạn không biết từ bỏ sẽ có được sự thoải mái thế nào bây giờ cổ dục chính là rất thoải mái cứ như vậy chớp mắt đã qua mấy ngày thời gian trôi qua quá nhanh Hiện tại đã là cuối tháng 7, cách tháng 8 chỉ còn có mấy ngày, những ngày này Cổ Dục vẫn như thường lệ, trải qua cuộc sống nhàn nhã của mình. Thế nhưng hôm nay hắn muốn bận rộn một chút, bởi vì hắn muốn đi đưa lá trà cho ông cụ Tống, buổi trưa hôm nay chắc tôi sẽ không trở về, mọi người cứ ăn trước đi. Đến tối tôi xem tình hình thế nào rồi sẽ gọi điện cho mọi người sau, sáng hôm nay sau khi thức dậy thì việc đầu tiên của Cổ Dục là đi câu cá. Sau khi câu cá xong, hắn đi tới phía sau chiếc xe địa hình Mercedes-Benz G63 6x6, tiếp đó đặt mấy bao lá trà mà hắn hái được trong ngày hôm nay bỏ lên đó, sau đó mới đi chuẩn bị điểm tâm. Chờ khi Lâm Lôi, Lý Vân Vân đến thì Cổ Dục cũng nói cho các cô ấy biết rằng hôm nay hắn có việc phải đi ra ngoài. Sau đó dưới ánh mắt của các cô ấy, xe của hắn cũng bắt đầu di chuyển ra khỏi nhà. Vị trí của nhà cụ Tống thì cụ Tống đã nói cho Cổ Dục biết từ lâu, tuy nhiên bình thường Cổ Dục rất lười đi ra ngoài cho nên dù cụ Tống đã tới nhà hắn mười mấy hai mươi lần nhưng cổ dục một lần cũng chưa đi qua nhà ông ấy. Hôm nay số lá trà này căn bản hắn có thể gọi ông ấy tới lấy, nhưng sau khi hắn suy nghĩ một chút thì quyết định mang lá trà qua cho cụ Tống một lần, dù sao con đường này cũng không phải là rất xa. Đối với đường ở nông thôn thì cổ dục cũng có thể dễ dàng lái xe vượt qua. Không thể không nói xe Mercedes-Benz G636X6 đúng là trâu bò, với 6 cái bánh xe lớn này thì vấn đề trèo đèo lội suối đều không thành vấn đề tuy nhiên nếu xe này xui xẻo chết máy thì nó cũng không dễ dàng đẩy giống như xe nhỏ bởi vì nó thật sự là quá lớn và quá nặng khi xe chạy trên đường thì có một vài người quay lại nhìn đương nhiên đối với những người hiểu biết về xe thì họ sẽ biết đây là một chiếc xe siêu cao cấp tuy nhiên ở phía xa một chút cũng có một số người không hiểu nhiều về xe đại đa số là tài xế nữ họ sẽ không hiểu vì sao lại có một chiếc xe bán tải mà lại mang logo của thương hiệu mercedes-benz chắc chiếc xe này là giả rồi đối với những suy nghĩ này của nữ giới thì đại đa số nam giới cũng chỉ có thể cười trừ mà thôi cổ dục đương nhiên sẽ không có suy nghĩ nhiều như vậy hắn mua xe kỳ thực cũng không phải muốn phô trương ạ à, đúng chủ yếu là không nhằm mục đích phô trương hắn cũng chắc chắn rằng hắn không phải người ham hư vinh hắn mua xe chủ yếu với mục đích là dùng nó thuận tiện thôi cũng vì chính lý do đó mà hắn có tới hai chiếc xe bán tải một chiếc là suv một chiếc là mpv đương nhiên điểm quan trọng của hai xe này chính là thuận tiện nhưng ngoại trừ thuận tiện nó còn có những điều thiết thực khác nữa ví dụ như là đi rất thoải mái khả năng xử lý cũng như khả năng vượt địa hình rất là ưu việt đương nhiên để có thể có được những tính năng tuyệt vời như trên thì quan trọng nhất là bạn phải có khả năng tài chính thật cao vừa lái xe vừa xem bản đồ chỉ dẫn rất nhanh cổ dục đã đi đến nhà cụ tống tuy nhiên khi hắn đi tới nhà cụ tống thì hắn không khỏi ngạc nhiên mà ồ lên một tiếng Tất nhiên hắn biết nhà cụ Tống chắc chắn sẽ không nhỏ, hơn nữa chắc chắn là rất đẹp, nhưng hắn không ngờ nó lại quá to lớn và quá đẹp như vậy. Nhà của cụ Tống cũng không phải ở trong thôn mà là ở ngoại ô thành phố, chính vì vậy giao thông cũng thuận tiện hơn nhiều. Toàn bộ khu nhà này có diện tích khoảng 2 không mét vuông, đừng nghĩ 2 không mét vuông là nhỏ, nhà của cổ dục tuy lớn nhưng đó là tính cả sân trước và sân sau chứ không phải diện tích của cả căn nhà ngoài sân trước thì căn nhà của ông ấy cũng rất lớn và đẹp nhà của cổ dục đương nhiên là không nhỏ nhưng so với nhà của cụ tống thì không là gì cả nhà của cụ tống có diện tích ít nhất phải gấp đôi nhà của cổ dục trở lên hơn nữa nó còn được trang trí theo phong cách trung hoa cổ đại căn nhà tổng cộng có hai tầng rưỡi phía trên hai tầng còn có một cái gác xếp giống như cảnh trong phim vậy nhìn thấy ánh mắt của cổ dục thì cụ tống cảm thấy rất là tự hào đã gọi cậu tới nhiều lần nhưng mãi mà cậu cũng không tới Ha 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 ha. Đến đây, ta sẽ đưa cậu đi xem nhà của ta một chút." Hai lòng nắm tay của Cổ Dục, cụ Tống tự hào nói, "Trước tiên không vội, để cháu lấy một số đồ vật trên xe xuống cho ông trước đã." Nhìn thấy dáng vẻ tự mãn kia của cụ Tống thì Cổ Dục cũng cười lắc đầu, sau đó hắn đi lại ghế sau lấy ra một số món đồ đã chuẩn bị từ trước. Dù sao cũng là lần đầu tiên đi tới nhà cụ Tống, vì vậy cũng không thể đi tay không đến được. Đương nhiên những đồ vật này hắn cũng không thể chọn bừa được, bởi vì hắn biết cụ Tống sẽ không muốn chúng. Vì vậy hắn đã mang một số đồ vật trong nhà để làm quà như một trái dưa hấu, vài chậu lan, một lít rượu thuốc mà hắn đã ngâm và còn có một số rau quả. Khi cụ Tống nhìn thấy những thứ này, hai mắt ông ấy đều đang sáng lên. Bởi vì ông ta đều biết những thứ này đều là đồ tốt, vì vậy ông lại càng vui vẻ hơn. Sau đó ông ta vội vàng kéo tay cổ dục vào nhà. Còn về phần tống mính thì cô ấy còn phải ở lại đây để xử lý số lá trà kia. Đừng thấy cổ dục chỉ tùy tiện đem những lá trà này vào túi rồi ném lên trên xe mà xem thường. Những lá trà này sau khi được trang xào xong thì đều có giá hàng trăm triệu, vì vậy mà cô ấy phải thật cẩn thận. Tuy nhiên khi cô ấy nhìn về phía cổ dục thì ánh mắt của cô lúc này cũng trở nên dịu dàng hơn. Đi theo cụ tống vào nhà. Đầu tiên cổ dục đem số đồ vật mang theo vào nhà bếp giao cho đầu bếp của nhà ông cụ nấu nướng sau đó hắn đi theo cụ tống trở vào phòng người xưa nói càng già thì càng trẻ con bây giờ cụ tống quả thật giống như một đứa trẻ vậy ông ấy bắt đầu lôi cổ dục ra khoe khoang không ngừng về nhà của ông ấy mặc dù cổ dục cũng muốn mạnh miệng phản bác lại một lần nhưng không thể không thừa nhận cụ tống quả thật có lý do để khoe khoang trong nhà này dù là sắp xếp hay là trang trí thì so với nhà hắn đều tốt hơn rất nhiều mang cảm giác ngưỡng mộ trong lòng cổ dục và cụ tống đã xong việc giới thiệu nhà sau đó cả hai người đi đến phòng trà ở tầng 1, lúc này Tống Mính cũng đã kiểm tra xong đóng trà dưới kia và vừa mới đi tới. Khi cô nhìn thấy cổ dục và cụ Tống thì chủ động đi tới pha trà cho hai người bọn họ, ha 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 ha, cổ dục này, tay nghề nấu nướng của cậu đúng là thiên hạ vô song, khả năng nuôi dưỡng đồ vật của cậu đúng là từ cổ chí kim không ai sánh bằng, hơn nữa, còn biết ngâm rượu chữa bệnh, biết thư pháp, làm vườn. Tất cả đều quá tuyệt vời, nhưng mà hình như nhà của cậu không có đẹp bằng nhà của ta phải không, ha ha, tự hào uống một ngụm trà mà Tống Mính đã pha, lúc này cụ Tống cười một cái rồi nói, nghe lời nói của cụ Tống thì cổ dục không khỏi cong môi, ông ấy đúng là một người có tính trẻ con. Nói thật sau khi xem xong nhà của cụ Tống thì hắn có một suy nghĩ là có nên trang hoàng lại nhà cửa của hắn một lần nữa hay không, đương nhiên là hắn cũng không thể nào làm giống như vậy, hắn cần phải thiết kế nhà của hắn thật đặc sắc mới được. Nhưng phải làm như thế nào và nhờ ai làm, điều này mới chính là vấn đề. Có phải anh đang suy nghĩ về việc trang trí và thiết kế lại nhà không? Nhìn thấy Cổ Dục trầm mặt thì lúc này Tống Mính đang rót một chén trà cho Cổ Dục không khỏi mở miệng cười nói. Hết chương 380, cảm ơn các bạn đã lắng nghe, nhớ đăng ký kênh để ủng hộ mình nha.